Mục thần ký tập 285, Thiên môn chém thần long, tập 286, Bình phủ viễn cổ, tập 287, Tổ long thái huyền công, tập 288. Gian tế chúc các bạn xem video vui vẻ, vị thần long này hơi ngần người ra, con mắt rồng đang không ngừng thu nhỏ lại, tập trung ánh sáng, rơi vào trên người tần mục, ánh mắt hắn rất khổng lồ, nếu tần mục đi tới trước mặt của hắn, đứng ở dưới mí mắt của hắn, giờ hai tay lên cũng đến được mí mắt của hắn, bị hai con mắt rồng này nhìn kỹ không phải một chuyện thoải mái hái mắt của thần long chứa long uy khiến người ta khiếp sợ tới cực độ trong lòng sinh ra cảm giác kính sợ và khủng hoảng tần mục lại giống như không cảm thấy chậm rãi bước đi thong thả quan sát bố trí ở phía trong ngôi thần điện này trên tường bên trong tòa đại điện này có rất nhiều bức tranh vẽ chỉ có điều bức tranh vẽ trên tường phần nhiều đã bị phá hủy long tộc thích đào tạo búa lớn bình thường thích khắc sự tích của mình vào bức tranh vẽ trên tường cung điện được trang trí trắng lệ kim quang sáng ngời lại thêm bức tranh vẽ trên tường kể công tích vĩ đại của mình, ở trong đó tất nhiên sẽ cảm giác thể xác và tinh thần đều vui vẻ. Bức tranh vẽ trên tường bên trong tòa đại điện này bị hủy đi không nói, thậm chí ngay cả bảo vật trong cung điện cũng bị người ta cướp sạch không còn, cái gì lưu hương bình phong, cái gì ngọc tháp ấm trà thư họa cầm kỳ, tất cả đều bị dọn đi, hắn còn nhìn thấy được trên vách tường có dạ minh châu bị khều ra, chỉ lưu lại từng hố sâu, không chỉ có như vậy, trên mặt đất đại điện vẫn thiếu đi không ít miếng gạch, từ miếng gạch trên mặt đất đi về phía trước lại thấy được nơi bị khởi đi vừa vặn là trung tâm đại điện nơi đó hẳn phải có bức tranh tinh mỹ lộ rõ gia chủ của đại điện là người phú quý và quyền vị những miếng gạch cũng bị đào đi lộ ra tảng đá phía dưới rất chói mắt những tảng đá lộ ra đầy những phủ văn tần mục cẩn thận quan sát một hồi nhưng không hề động tới những đá này nói như vậy người ám toán ta chính là tổ sư của ngươi thần long phát uy trong âm thanh mang theo sự tức giận dò hỏi không phải tổ sư của ta mà là đại sư huynh của ta Tần Mục cẩn thận tìm kiếm, nỗ lực tìm ra một hai bảo bối mà Thiên Thánh giáo Khai Sơn tổ sư sơ ý lưu lại, cuối cùng hắn bất đắc dĩ phát hiện, vị đại sư huynh khai sáng Thiên Thánh giáo nếu như đi vào trong phòng tắm của Duyên Khang, nhất định nhà tắm sẽ buồn bán chạy, ở đây đã được Khai Sơn tổ sư trà sát đến trắng nõn, cướp đoạt đến mức cũng tìm không được thứ gì đáng để mang đi, trừ khi Tần Mục thu cái đỉnh lớn và mười dặm cắt vàng của Khai Sơn tổ sư, hoặc dỡ xuống tòa đại điện này mang đi, nhưng mà lúc này hắn không có khả năng đại điện và đình lớn đều được bảo vật dùng để chấn áp thần long ta ở trong mười dặm cát vàng nhìn thấy được sao cát tập trung biến thành mắt sao cát danh sách mắt cát cùng tinh quang nối liền giữa các ngôi sao còn có thuộc tính kết cấu của những ngôi sao đó vừa vặn là thần thông trận liệt trong đại dục thiên ma kinh của thiên thánh giáo ta tần mục tìm tòi hồi lâu không có hiệu quả lúc này mới đối diện cùng thần long nói sau khi ta nhìn ra điểm này trong lúc bất chợt tình ngộ lại mười dặm tinh xa kiếp trận này thật ra ta đã học qua lại dấu ở trong đại dục thiên ma kinh sau khi hiểu ra điểm này trận pháp tuy rằng có thể giết chết chân thần nhưng với ta mà nói lại đơn giản hơn nhiều cho nên ta có có khả năng từ trong trận pháp sống sót đi ra hắn đi xung quanh vị thần long đang bị dây xích trói lại không nhanh không chậm nói chỉ có điều khi đó ta vẫn không dám xác định tỏa sát trận này có phải là do đại sư huynh lưu lại hay không cho nên ta đi ra khỏi tinh xa kiếp trận cẩn thận kiểm tra thần văn trên vách đá ma văn trên dây xích sao miểu theo bước chân của hắn đi hai vòng xung quanh thần long Suy Tư nói: "Cho nên, ngươi nói tính xác suất mà đi, thuần túy là mặc cho tự nhiên, là thần hay là ma có liên quan gì đến ta? Những lời này cũng không phải là nói với ta, cũng không phải là cảm ngộ của ngươi, những lời này là ta nhìn ra được từ trong Ma Văn Thần Văn do Đại sư huynh lưu lại, ta nói là tâm cảnh tu vi của hắn." Tân Mục di chuyển tới trước mặt của Thần Long sau đó dừng bước lại, nhìn về phía hắn giải thích: "Đại sư huynh của ta là Khai Sơn sư tổ của Thiên Thánh giáo, tâm cảnh tu vi của hắn đã đạt được thành tựu rất cao." thiên thánh giáo có ba thuyết thành thánh, lập giáo, lập ngôn, lập công. Đại sư Huynh đã lập giáo, lập ngôn, nhưng không có làm được lập công, cho nên không có cách nào thành thánh, không có tu luyện tới tu vi cảnh giới như tiểu phu thánh nhân. Nhưng trong giáo chủ các đời, trừ hắn ra, vẫn không có một người nào có thể làm được cả hai điều này, cho nên trấn áp thần long chỉ có thể là hắn, các giáo chủ khác đều không làm được. Như vậy đại sư Huynh của ngươi tại sao lại trấn áp thần long? Giang Miểu cũng ngừng lại, không hiểu chút nào, dò hỏi cái này còn phải hỏi vị thần long tuyển bối này tần mục ngẩng đầu nhìn lên vị thần long này thần long khổng lồ như vậy cho dù là hắn bị dây xích khóa lại cầm giữ một thân thần thông biến hóa thân thể khổng lồ của hắn cũng đủ để cho bọn họ ngưỡng mộ nhìn lên dầu rồng buông xuống giống như là từng sáng màu trôi tới trôi lui rất linh động tồn tại thần võ không tầm thường như vậy không nhìn ra có bất kỳ tà ác nào tần mục ngửa đầu hỏi đại sư huynh khóa ngươi lại có phải là vì lập công thành thánh hay không như vậy ngươi rốt cuộc làm chuyện gì ác cho nên hắn phải vây khốn ngươi ở chỗ này, khóa ở chỗ này, vẫn mong tiền bối giải thích nghi hoặc ánh mắt của vị thần long vẫn lạnh lùng thâm hiểm nhìn hắn di chuyển xung quanh mình. Đột nhiên khóe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra hàm răng sắc bén, cười nói, hai từ thông minh như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác lại phải chết? Người thông minh như thế, lẽ nào lại không biết có đạo lý đôi khi ngu một chút còn có thể sống được lâu một chút hay sao? Nhìn thấu không nói ra, hiểu rõ giả vờ hồ đồ, như vậy mới có thể sống được lâu dài. Giang Miểu dùng mình một cái, ngửa đầu nói, như vậy tiền bối còn hô hoán ta, rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì? Thân thể cực lớn của thần long vạn vạo chuyển động, cái cổ tạo thành một độ cong quỷ dị, này từng dây xích bị hán kéo thẳng, ánh mắt lấp lánh nhìn Giang Miểu, dâu rồng gần như chạm vào hai người tần mục cùng Giang Miểu, nhưng dây xích hạn chế, hắn vừa vặn không có cách nào chạm vào hai người. Tần mục dẫn theo Giang Miểu chuyển động vòng tròn xung quanh hắn, khoảng cách chính là xào rượu vô cùng, vừa vặn ở vào khoảng cách ngoài tầm công kích của hắn khí tức của thần long phụt lên thổi tới trên mặt của hai người khiến da mặt tạo thành nếp nói đương nhiên là gọi người đến đây giải cứu ta ra ngoài con của long vương dũng giang giang miểu ngẩn người một lát người nhận được ta tất nhiên nhận ra được thân thể của thần long giãn ra hình như muốn từ trạng thái quay quanh bắt đầu thoải mái chỉ là bị dây xích tiến sâu vào trong thân thể không có cách nào giãn thân thể nhưng dù vậy hắn cũng khiến tòa cung điện này chấn động tới mức run rẩy không ngừng lại nói tiếp ngươi vẫn là cháu ngoại của ta khi ngươi vừa ra đời, ta còn từng ôm ngươi, ngươi tiểu ở trên người của ta, ta còn ở trên tiểu đinh đinh của ngươi búng một cái. Sắc mặt của giao miểu đỏ lên, quay đầu lại nhìn tần mục, lộ ra vẻ ngượng nghịu, khẽ nói, giáo chủ, chuyện này không cần nói cho người khác. Tần mục cười nói, như vậy có là gì, ta khi còn bé cũng thường bị đám người mù ra ra, qua ra ra bọn họ búng tiểu đinh đinh, đây là trường bối yêu mến. Hơn nữa, thời điểm ngươi không mở linh trí, chí, chính là ít ngày trước, khi ta ngủ, ngươi còn liếm mặt của ta, liếm đến trên mặt ta đều là nước bọt mặt sang miểu đỏ đến giống như là mảnh vải vừa nhuộm đỏ Lúng ta lúng túng nói chuyện này cũng không cần nhắc lại được không được khi lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta còn nhào tới quấn vòng quanh ta cọ cọ mặt của ta vẫn treo ở trên lỗ tai tạc kiều mã hắc sang miểu hận không thể tìm một hố chui vào xấu hổ nói giáo chủ chuyện này có thể cũng không cần nhắc lại hay không tần mục cười ha ha tương lai ngươi công thành danh toại trở thành thế hệ thần long sau này ta nhất định phải nói những chuyện này với đám con cháu hậu thế của ngươi một lần. Hơn nữa ta còn đang suy nghĩ, tần ngọc sư đệ còn vẫn tưởng nhớ ngươi trở lại, ngươi sau khi trở về, nên đối mặt với hắn thế nào, vẫn quấn ở trên người hắn sao, giang miểu ngẩn người một lát, vị thần long này đột nhiên tức giận, âm u nói, các ngươi nói đủ chưa, tần mục xài bước đi xa một ít, mỉm cười nói, ông cậu của ngươi nổi giận, chúng ta vẫn không nên nói xấu, nói chính sự đi, đây là việc nhà của các ngươi, ta ở một bên nghe là được, trong ngực của vị thần long này phập phồng kịch liệt sau một lúc lâu mới ổn định tâm tình trầm giọng nói giang miểu tiêu tử này là sư đệ của đại ác nhân không phải là người lương thiện ngươi phải cách hắn xa một ít ngươi là cháu ngoại của ta ta là cậu của ngươi về tình về lý ngươi đều phải cứu ta thoát khỏi sự vây khốn giang miểu do dự nhìn hắn một lát lại nhìn tần mục lộ ra vẻ khổ sở vị thần long này nhẹ giọng nói ngươi có thể nghe được tiếng hô hoán của ta nên biết huyết mạch của chúng ta gần lẽ nào ngươi không tin được ta sao giơ tay của ngươi lên khi bàn tay của chúng ta đụng vào nhau ngươi lại biết huyết mạch của chúng ta là gần tới mức nào giang miểu giơ bàn tay lên vị thần long này cũng giơ long chảo cực lớn lên ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn một tay một chảo chạm nhau trong nháy mắt phù văn kỳ quái do tần mục lưu lại ở trong lòng bàn tay của giang miểu đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt tia sáng này nhất thời dẫn động ma văn ẩn giấu trên dây xích từng dây xích có ánh sáng bùng cháy mạnh ma hỏa sôi trào chui vào trong cơ thể của vị thần long này thiêu đốt khiến hắn run rẩy kịch liệt, thân hình vặn vẹo, đau đớn không ngừng gào lên, chấn động tới mức tòa đại điện này run rẩy không ngừng. Giang Miểu vội vàng rút tay về, nhìn về phía Tần Mục, Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, giải bước đi tới, thản nhiên nói: Giang Miểu, mẫu thân người là Long Vương của Dũng Giang, nàng vì bảo vệ ngươi mà chết trận trong Đông Hải Đại Khư có vô số Long Vương, những Long Vương đó đều bị hóa đá, bị cung phụng ở trong miếu Long Vương. Đây là ở tình huống vội vàng, không thể không hóa đá. Hai vạn năm trước, thời đại khai hoàng kết thúc, Thiên địa tai biến, thần ma của Khai Hoàng Thiên Đình không có chết trận, hoặc đi tới Vô Ưu Hương, hoặc lựa chọn hóa đá, như vậy cậu của ngươi vì sao không có hóa đá, không có đi tới Vô Ưu Hương, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Giang Miểu giật mình, Tần Mục tiếp tục nói, "Ở đây là nơi hai chiếc thuyền bỉ ngạn đi về phía Vô Ưu Hương bị tập kích, hai chiếc thuyền bỉ ngạn kia ở chỗ này đã gặp phải mai phục, bị kẻ địch đánh nát, sau đó bị phong ấn ở nơi này, chỉ có điều trong hai chiếc thuyền bỉ ngạn kia còn có hậu đại của Thiên Công thần tộc." Vì đề phòng những thiên công thần tộc phá vỡ phong ấn đi ra, cho nên kẻ địch cần phải có một cường giả ở lại nơi đây trông coi, kẻ canh giữ này có phải chính là cậu của ngươi hay không? Giang Miểu nhìn về phía Thần Long, sắc mặt Thần Long thoáng đổi, lạnh lùng nói: "Ngươi tình nguyện tin tưởng một người ngoài, cũng không tin cậu của ngươi." Tần Mục đi lên phía trước, ngước mắt nhìn lên Thần Long, đột nhiên nói: "Giang Miểu, ta từ rất sớm đã nhìn thấy ngươi, đó là ở trong Long cung dũng giang, hồn của mẫu thân ngươi bồng bềnh ở xung quanh ngươi." sử dụng long ngữ hát từng khúc hát rất đau thương ngươi bị long châu huyền băng băng phong trên ngực của ngươi cắm một thanh kiếm gãy kiếm gãy xuyên thùng tim của ngươi nàng sử dụng dùng tính mạng của mình tới bảo vệ ngươi cho ngươi không chết chờ mong có ai có thể cứu sống ngươi hay không giang miểu rơi lệ sau khi hắn được cứu sống đã từng cùng tần ngọc đi qua long cung dũng giang nhìn thấy thi thể xương cốt của mẫu thân hắn mẫu thân người long vương dũng giang cực kỳ cường đại nàng là chết như thế nào sắc mặt tần mục bình tĩnh nói vì sao ngươi lại bị kiếm gãy cắm vào tim không chết người tổn thương ngươi có phải là cố ý không giết ngươi hay không mục đích là của hắn muốn khiến ngươi bị thương làm cho mẫu thân ngươi hao tổn sử dụng long châu kéo dài tính mạng cho ngươi cho nên tu vi tổn hao nhiều mới tiện giết chết mẫu thân ngươi như vậy người có thể trong tình huống mẫu thân ngươi bảo vệ ngươi tiếp cận người có phải là người rất thân thiết hay không thân thể của giang miểu chấn động mạnh vì sao ngươi bị đóng băng hai vạn năm người cậu thần thông quảng đại này của ngươi lại không có tới cứu người trước tần mục hỏi đoạn kiếm gãy đã đi qua trái tim của ngươi ở đâu ta vẫn thu giang miểu mở miệng từ trong miệng phun ra một đoạn kiếm gãy ánh mắt của tần mục rơi vào trên thanh kiếm gãy chính là cây kiếm này xuyên thủng trái tim của giang miểu phía trên này còn dính máu rồng ngươi muốn biết chủ nhân của kiếm là ai không tần mục hỏi trên mặt giang miểu lộ ra vẻ sợ hãi lắc đầu nói giáo chủ tâm ta rất loạn tần mục ngẩng đầu nhìn thần long nói nhưng nếu như kiếm của ngươi ngươi có thể phát động thanh kiếm gãy này dễ dàng như chở bàn tay giết chết chúng ta, nói không chừng cũng có thể chặt đứt dây xích. Người cảm ứng được khí tức của Gia Miểu lại vẫn gọi hắn, mục đích chắc cũng là vì cái kiếm này, hiện tại kiếm lại ở trong này, tiên bối, mời, vị thần long này híp mắt, nhìn chăm chăm vào hắn, tần mục mỉm cười, đột nhiên, thanh kiếm gãy này phát ra từng hào quang lưu truyền, bay lên trời, phát ra tiếng rồng ngâm, gần như cũng trong lúc đó, ma quang của dây xích đột ngột phát ra, ma hỏa dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của vị thần long này thiêu đốt khiến hắn không ngừng run rẩy pháp lực vừa tập trung lại một lần nữa bị đứt đoạn leng keng thanh kiếm gãy rơi trên mặt đất tần mục tiến lên nhặt lấy thanh kiếm gãy than thở giang miểu mẫu thân của người bị chết oan giang miểu ngẩng đầu nhìn về phía thần long trước mặt vị thần long này cười ha ha lạnh lùng nói người thức thời mới là trang tuấn kiệt mẫu thân ngươi cùng ta cùng ra một ổ rồng là long mạch tinh khí biến thành một xào song long Dựa vào cái gì nàng có thể làm Long Vương dũng giang, ta chỉ có thể làm Long Vương trong giếng. Thiên đình cho ta nhiều lợi ích hơn, ta tất nhiên phải nắm lấy cơ hội. Tỷ tỷ của ta chính là công trạng của ta. Chỉ có điều, nói cho các ngươi biết thì có thể thế nào? Các ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Hắn tàn bạo nhìn về phía Tần Mục, cười lạnh nói, vị đại sư huynh kia của ngươi có bản lĩnh cao hơn ngươi gấp vạn lần, nhưng còn không phải không thể giết được ta sao? Hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng chỉ có thể nhốt được ta ở chỗ này. Phía sau lưng Tần Mục hiện ra một tòa cánh cửa Thừa Thiên cánh cửa mở rộng ra hắn thản nhiên nói trên đời này lại không có gì ta không giết được đại sư huynh không giết chết ngươi nhưng với ta mà nói lại không phải là vấn đề hóc búa vị thần long này nhìn cánh cửa thừa thiên phía sau lưng của hắn lộ ra vẻ nghi hoặc giang miểu khẽ nói giáo chủ ngươi thật sự có thể giết chết hắn sao tần mục nói nhỏ không biết giang miểu trợn tròn hai mắt thất thanh nói không biết ta còn chưa có thử qua cái cửa này có thể giết chết thần chỉ hay không trước đây ta chỉ tối đa giết qua được cao thủ ma tộc cảnh giới thiên nhân vừa rồi ta đang hù dọa hắn hắn rõ ràng đã rơi xuống trình độ như vậy vẫn còn bộ dạng cao cao tại thượng cho nên bất kể như thế nào chúng ta cũng phải ngoan độc hơn hắn tần mục giải thích xong lại nhìn về phía vị thần long này ai náy nói tiền bối đợi tới khi không giết được ngươi ngươi không nên người ta hắn đang muốn phát động cánh cửa thừa thiên vị thần long này hình như nhớ ra cái gì đó sắc mặt đại biến chờ một chút tần mục dừng lại cánh cửa thừa thiên lập tức dừng lại rất kiên trì nói tiền bối mới nói vị thần long này nhìn chăm chăm vào cánh cửa này của hắn trong ánh mắt có phần khủng hoảng lạc giọng nói ta đã thấy cái cửa này ngươi cùng minh đô thiên vương là quan hệ như thế nào hắn cũng có một cánh cửa như vậy vị minh đô thiên vương này cũng có cánh cửa thừa thiên sao tần mục vô cùng kinh ngạc nghi ngờ nói ta đã từng đã gặp qua người ở minh cốc mở ra cánh cửa thừa thiên lẽ nào người kia chính là minh đô thiên vương trong miệng ngươi giọng nói của vị thần long này run rẩy ngươi là hậu nhân của minh đô thiên vương thảo nào khó trách ngươi cũng có thể mở ra cánh cửa này tần mục lắc đầu cười nói ta họ tần tần thị ở vô hương minh đô thiên vương là ai hắn cũng họ tần sao vị thần long này hình như hoàn toàn không nghe được lời của hắn mà rơi vào trong ký ức vô cùng khủng khiếp lẩm bẩm minh đô thiên vương nắm giữ một cánh cửa cánh cửa này có thể nối liền u đô không biết bao nhiêu cường địch chết ở trong tay của hắn khai hoàng phong hắn làm thiên vương lệnh cho hắn mở ra u đô khai hoàng có trí lớn lớn hắn muốn nhét u đô vào trong lãnh địa của hắn hắn muốn nắm giữ sinh tử ảo diệu nhưng Hán chọc giận Thổ Bá, Thổ Bá cũng không có muốn ý thần phục Hán, vì vậy Khai Hoàng lệnh cho Thiên Công thần tộc chế tạo một thanh thần đao, Minh Đô Thiên Vương cầm đao cắt một khối lớn của U Đô, Khai Hoàng sai người chế tạo Phong Đô, Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, nói: "Minh Đô Thiên Vương mở ra U Đô, một phần hóa thành Phong Đô, cường đại như vậy sao?" Vị thần Long này lẩm bẩm nói, Minh Đô Thiên Vương bởi vì đánh cắp lãnh địa của U Đô, chọc giận tới Thổ Bá, nhưng Minh Đô là người tương đối thông minh cơ trí, hóa thành tảng đá nguyên thần chạy trốn tiến vào phong đô năm đó thần ma chết ở dưới cánh cửa của hắn nhiều tới mức đếm không xuể bởi vậy hắn được khai hoàng phong làm thiên vương quản lý linh hồn cánh cửa này của ngươi không có khả năng là cánh cửa của hắn khi đó ánh mắt của tần mục nhất thời sáng lên vội vàng nói tiền bối ta ở trong minh cốc nhìn thấy được một tượng đá phía sau tượng đá cũng có một cánh cửa nối liền u đô chỉ có điều bị thần ma lấy tổ ông phong ấn chẳng lẽ người này chính là minh đô thiên vương vị thần long này mất hồn mất vía lẩm bẩm nói cánh cửa của ngươi không có khả năng giống với của hắn ngươi không có thực lực thương tổn đến ta ngươi chỉ là một nhân tộc yếu ớt sắc mặt của tần mục đỏ lên nói tiền bối ngươi lại có chút sỉ nhục người vị minh đô thiên vương này ta chắc hẳn đã từng gặp theo ta đoán hắn chỉ là một vị giả phách thể hắn căn bản chưa từng luyện đến loại tiêu chuẩn như ta vị thần long này phục hồi lại tinh thần cười lạnh nói ngươi gọi cánh cửa này là cánh cửa thừa thiên thực sự sai lầm cánh cửa này ở thời đại khai hoàng là cánh cửa chém thần huyền thần chỉ từ trên chín tầng trời cho tới ma thần dưới cửu u tất cả đều khó thoát bị chém giết cánh cửa mở ra cánh cửa khép lại hồn thần ma lại về u đô cho nên là chạm thần người ngay cả cái này cũng không biết có thể thấy được người tu luyện không phải là chính thống người cứ tới chém ta đi ta xem người có bản lĩnh gì thân thể của tần mục xoay tròn bên trong cánh cửa thừa thiên có ma khí u đô tràn ra tràn ngập đại điện cực kỳ nồng đậm cánh cửa mở ra đất ngang về phía vị thần long này hãy khoan đã Chán của vị thần long này xuất hiện mồ hôi lạnh, nhìn chăm chăm vào cánh cửa sắp nốt hắn, đột nhiên nói, tần mục dừng bước, rất có kiên trì, nói, tiền bối lại muốn nói cái gì, người có tu vi gì, vị thần long này nhìn chăm chăm vào cánh cửa thừa thiên, âm thanh khàn khàn, hỏi, tần mục nói, vãn bối tu luyện tới cảnh giới lục hợp, nhưng mở ra thất tinh thần tàng, vị thần long này giật mình, cảnh giới lục hợp, mở ra thất tinh thần tàng, đây là đạo lý gì, bất kể thế nào, người là cảnh giới thất tinh cảnh giới thất tinh cũng muốn giết ta ha 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 quả thật là mới dồng mẹ sinh đào con không sợ chân long hắn yên lòng ngạo nghễ nói ta xem ngươi chém ta thế nào tần mục tiếp tục phát động cánh cửa thừa thiên ma khí của u đô tràn ngập đột nhiên vị thần long này quát hãy khoan đã kiên trì của tần mục biến mất không nhịn được thúc giục tiền bối ngươi có lời gì không thể nói một lần cho xong sao vị thần long này cười lạnh nói tiểu quỷ ngươi lần này chém ta đợi đến khi ta thoát khỏi sự vây khốn ta diệt cửu tộc của ngươi, ngươi nghĩ rõ chưa, ngươi hôm nay làm nhân này, tương lai diệt tộc chính là quả của ngươi. Tần mục gật đầu, tiếp tục phát động cánh cửa thừa thiên, nói, nghĩ rõ, ngươi nếu không chết, cứ tới diệt cửu tộc của ta, cánh cửa thừa thiên di chuyển, trong miệng của tần mục có âm thanh khó hiểu vang lên, niệm tụng ma ngữ của u đô tối nghĩa khó hiểu, vị thần long này vội vàng nói, hãy khoan đã, cánh cửa này của ngươi không giống với cái ta đã thấy, ngôn ngữ trong miệng ngươi là ngôn ngữ gì, vua. Cánh cửa Thừa Thiên càng thêm nguy nga, thoáng một cái đã qua trên người hắn, bên trong cánh cửa là một mảnh tối đen, mơ hồ có thể thấy được hai cái sừng cong vô cùng khổng lồ, tràn ngập ngọn lửa, đứng sừng sững ở trong bóng tối vô biên, cánh cửa này bỗng nhiên dừng lại, thân thể của vị thần long này cứng đờ, đột nhiên những tiếng động cực lớn ầm ầm từ trên tràn xuống, thân thể hắn chấn tĩnh lại, giống như rắn chết co quắp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, Tần Mục Tàn đi cánh cửa Thừa Thiên, đột nhiên mi tâm truyền cảm giác đau đớn đến kịch liệt một giọt máu đen từ trên mi tâm của hắn chảy xuống tần mục vội vàng che mi tâm lại cảm giác đau đớn càng lúc càng mãnh liệt đau đến mức khó có thể chịu được đột nhiên phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất chết chết ôm lấy đầu bên kia Giang miểu nhìn cánh cửa thừa thiên đem vị thần long này cán nuốt lại ở trong nháy mắt khi cánh cửa thừa thiên nuốt hết thần long đột nhiên một cái miệng lớn dữ tợn thình lình nhô ra xuất hiện ở giữa hai cái sườn của thổ bá và cánh cửa thừa thiên một ngụm cán nuốt nguyên thần của thần long giang miểu thần sắc dại ra cái miệng to này giữ tợn khủng khiếp, tà ác vô cùng, thực sự hù dọa hắn. Đợi cho tới khi hắn tỉnh lại, tiến lên kiểm tra vị thần long này, trong lòng không nhịn được hoảng sợ, chỉ thấy vị thần long này dĩ nhiên không có khí tức. Nguyên thần của hắn thật sự bị cái miệng đột nhiên xuất hiện này cắn nuốt, vẫn chưa rơi vào u đô. Tần giáo chủ, bên trong cánh cửa này của ngươi hình như có quỷ. Tần giáo chủ, sang miểu nghe được tần mục đau đớn kêu lên một tiếng, vội vàng bước nhanh tới, nâng tần mục dậy. Tần mục bị đau đớn mãnh liệt chơi cho tới đần độn, Nơi ngực hắn có ngọc bụi tàn ra từng ánh sáng u ám, ép loại cảm giác đau đớn này lui lại. Ta không sao, chỉ là đột nhiên có hơi đau đầu một hồi. Tần mục mê man mở mắt, để tay của giang miểu ra, lắc đầu nói, hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều. Chắc hẳn chỉ là di chứng khi phát động cánh cửa thừa thiên. Kỳ quái, ta trước kia phát động cánh cửa thừa thiên, lại không có phát sinh loại chuyện lạ này. Giang miểu ngơ ngác nhìn mi tâm của hắn. Tần mục giật mình, cười nói, ngươi nhìn cái gì? Giang miểu kinh hãi nói mi tâm của ngươi có một vết máu bên trong hình như có cái gì đó tần mục sốt ruột vội vàng lấy ra một mặt gương nhìn cái gương quả nhiên thấy nơi mi tâm của mình có một vết máu vết máu hẹp dài có hơn một tấc hai đầu nhọn ở giữa tương đối rộng cổ quái chính là vết máu này còn có chút hở ra giống như là bị dập đầu đập tới sưng lên vậy hắn vươn tay xoa xoa vết máu này bên trong hình như có một thứ tròn trịa dùng sức một chút lại không có cảm giác được đau đớn chẳng lẽ là vừa rồi quá đau chạm tới đầu vật kia còn chuyển động, tần mục hoảng sợ, ngón tay của hắn cảm giác được rõ ràng thứ ở dưới vết máu đang di chuyển, điều này khiến cho hắn giật mình, lẽ nào ta bị vị thần long này bám vào người, hắn vội vàng phát động nguyên thần, quan sát bên trong bản thân, tìm tòi một lát cũng không có phát hiện ra trong cơ thể mình có tình trạng dị thường gì, cho dù là nguyên thần của hắn đi tới nơi mi tâm, cũng tìm không được thứ phía dưới vết máu kia, Giang Miểu cẩn thận quan sát mi tâm của hắn, đột nhiên dựng thẳng một ngón tay, nói: "Giáo chủ, ngươi nhìn ngón tay của ta" Tần Mục theo lời nhìn đầu ngón tay của hắn, Giang Miểu di chuyển đầu ngón tay, nhìn chăm chú vào mi tâm của hắn, chỉ thấy vật dưới vết máu kia đã dịch chuyển theo ngón tay của hắn. Giang Miểu thử một hồi, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Phía dưới vết máu chắc là một con mắt." "Mắt?" Tần Mục không hiểu chút nào. "Bên trong Đại dục thiên ma kinh quả thật có một vài công pháp kỳ diệu có thể khiến cho mình mọc ra con mắt thứ ba, nhưng mình rõ ràng không có hóa thành hình thái chiến tinh quân hoặc huỳnh hoặc tinh quân, làm sao có thể mọc ra con mắt thứ ba?" Bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim. Tần giáo chủ, ta vừa rồi nhìn thấy đó trong cánh cửa của người có quỷ. Giang miểu lấy lại bình tĩnh, lại nghĩ tới cảnh tượng mình vừa mới nhìn thấy, có chút khiếp sợ tới cực độ. Hắn liền dùng mình mấy cái, nói, cậu của ta bị cánh cửa này của người nuốt hết, nguyên thần bị kéo ra ngoài, rơi về phía hai cái sừng của thần ma. Sau đó một cái miệng lớn đột nhiên xuất hiện, ăn nguyên thần của cậu ta. Một con miệng lớn đột nhiên xuất hiện, ăn cậu của ngươi Tần mục ngạc nhiên, xoa xoa chán buồn bực nói, Udo có rất nhiều yêu ma quỷ quái hung tàn thành tính, là tàn hồn và ma tính của Udo tập trung thành, giữ tận khủng khiếp, chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái của Udo quấy phá. Giang miểu lắc đầu, cái này ta cũng không biết, ta chỉ kịp nhìn thấy được cái miệng rộng kia nuốt lấy cậu của ta, cái miệng rộng kia còn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó liền biến mất, cánh cửa của ngươi cũng khép kín. Tần mục suy nghĩ một lát, than thở, lực kiểm soát của thổ bá đối với Udo đã yếu đi, cho nên những yêu ma quỷ quái này đều chạy đến lần này chúng ta tới tìm chân long giải văn tự trong xào huyệt của chân long hiện tại lại thất bại đột nhiên hắn nhìn thấy được dây xích trên thân thể của vị thần long này lòng xuống ma văn trên dây xích cũng không lưu chuyển nữa tim không khỏi đập thình thịch nguy rồi mười dặm tinh xa kiếp trận dừng lại tần mục vội vàng chạy ra bên ngoài chỉ thấy cát vàng như rồng lưu chuyển trên không trung của thung lũng nhanh chóng chảy về phía miệng của cái đình lớn trên vách đá của thung lũng từng phù văn đang thiêu đốt hóa thành cho bụi cát vàng bay khắp bên trong bầu trời toàn thân của tinh ngạn đều là máu kéo bước chân nặng nề đi về phía bên này sắc mặt rất thâm trầm tần mục vội vàng chạy tới ôm lấy cái đỉnh lớn không biết sao cũng kêu lên một tiếng rên rỉ không có ôm nổi các bên trong cái miệng đỉnh lớn này thật sự quá nặng căn bản không đứng dậy hắn phát ra sóng nguyên khí nỗ lực phát động sao cát trong đỉnh hơn 10 hạt sao cát run dày bay lên trên không trung chậm rãi thổi về phía trước sắc mặt của tần mục nhất thời đen lại so với sắc mặt tinh ngạn đi tới còn muốn đen hơn. Đại sư huynh chế luyện những sao cát này quá nặng nề, với thực lực của ta căn bản không có cách nào phát động được. Tần mục ném cái đỉnh lớn lại, xoay người lao thẳng đến tòa đại điện này. Giang miểu thấy hắn sốt ruột chạy về, phóng người nhảy đến trên thân của vị thần long này, không biết hắn muốn làm cái gì. Tần mục phát động họa long kinh, chỉ tiếc rằng thần long đã chết, nguyên thần bị lệ quỷ của Udo cắn nuốt, căn bản hắn không mượn được tu vi của thần long. Nếu như có thể mượn được tu vi của vị thần long này, hắn còn có thể đánh với tinh ngạn một trận. Tần mục nhìn về phía Giang Miểu, lắc đầu, tu vi của hắn quá kém, còn không bằng ta, sử dụng ngoạn long kinh cũng không mượn được bao nhiêu pháp lực. Thần thông truyền tống, quanh người hắn chợt có phủ văn tung bay, hắn chuẩn bị dẫn theo Giang Miểu cùng nhau chạy trốn. Chỉ có điều lấy tu vi thực lực của hắn tối đa chỉ có thể dẫn theo Giang Miểu chạy ra được mấy chục dặm. Loại khoảng cách này đối với tinh ngạn cũng chỉ là chuyện trong trước mắt, hắn còn chưa kịp thi triển ra phù văn truyền tống, đột nhiên từng phù văn đã ngừng vận chuyển, bay lơ lửng trên không trung lại không nhúc nhích bởi vì phù văn truyền tống vẫn không nhúc nhích ngay cả tần mục và giang miểu cũng bị giam cầm không có cách nào nhúc nhích gương mặt tinh ngạn thâm trầm từ ngoài điện đi tới hắn vươn một tay ra năm ngón tay mở rộng ra ngón tay của hắn vẫn còn đang dỉ máu hắn bổ toàn bộ thần kiều bay vượt qua thiên cung trở thành thần chỉ sau đó tu vi của hắn lại có nâng cao kinh người thực lực thật sự quá mạnh mẽ giam cầm tần mục dễ như trở bàn tay hắn ở trong cát vàng mười dặm bị thương rất nặng nhưng dù sao hắn cũng là thần chỉ, có khả năng không lường được cho dù với pháp lực còn sót lại hắn cũng có thể vây khốn được tần mục chán tần mục lấm tấm mồ hôi lạnh hắn miễn cưỡng nạn ra một nụ cười tinh ngạn sư huynh ta trả cái dương lại cho sư huynh là được ta cần không phải là cái dương mà là ngươi tinh ngạn phun ra một ngụm đờm máu trên người hắn có các loại vết thương lớn nhỏ trông cực kỳ thê thảm rất nhiều vết thương lộ ra máu thịt đỏ tươi có nhiều chỗ còn có thể thấy được xương trắng lại nói tiếp hắn cũng được trời cao chiếu cố đầu tiên là bị nhốt ở bên trong thuyền cứu nạn bì ngạn nửa năm nơi đó vốn đã vô cùng nguy hiểm các loại phong ấn các loại cấm pháp sát trận đầy rẫy thỉnh thoảng hắn còn bị công địa quấy dày hắn vừa đi ra lại gặp phải tần mục bị dụ vào bên trong người dặm tinh xa kiếp trận tần mục phủi mô một cái rời đi hắn lại bị vùi lấp vào trong trận tình cảnh càng lúc càng nguy hiểm đáng sợ thủ đoạn của hắn trồng chất nên mới có thể chống đỡ được đến bây giờ nếu không phải tinh xa kiếp trận đột nhiên ngừng vận chuyển hắn khẳng định không kiên trì nổi đã bị luyện hóa thành cho đại thần y muốn bắt được ngươi vì sao lại khó như vậy tinh ngạn nuốt ngụm máu đã vọt lên tới cổ thản nhiên nói chỉ có điều cũng may ngươi vẫn không có chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta dưới chân của hắn đột nhiên hiện ra bóng tối vô cùng nồng đậm mạnh mẽ đó là sinh tử thần tàng của hắn hắn đi tới giống như là đi trên mặt nước trong bóng tối nhưng vào lúc này trong bóng tối dưới chân hắn chậm rãi hiện ra một con mắt tiếp theo lại có một con mắt xuất hiện sau đó một nữ tử sinh đẹp từ trong bóng tối lộ ra gương mặt dáng người uyển chuyển thất tha cũng xuất hiện sau đó tinh ngạn giống như là dẫm lên trên mặt nước trong bóng tối mà nữ tử kia lại giống như là cái bóng của hắn chỉ có điều một người là nam tử một người lại là gia nhân tuyệt sắc là ảnh ngừa của nhau cảnh tượng như vậy cực kỳ quỷ dị hai người này giống như là cùng đi về phía tần mục bước chân đồng thời hạ xuống đồng thời giơ lên thời điểm bóng tối gần tiếp xúc đến tần mục tinh ngạn đột nhiên dừng bước không lại đi tới nữa hắn dừng lại nữ tử tuyệt sắc kia cũng rất khoát dừng lại hình như chỉ có tinh ngạn di chuyển nàng mới có khả năng di chuyển trong miệng của giai nhân tuyệt sắc kia chuyển ra giọng nam âm thanh rất to rất nặng nề tinh ngạn vì sao ngươi không tiếp tục đi về phía trước nhét hắn vào sinh tử thần tàng của ngươi đem hắn cho ta ngươi lại xem như đã hoàn thành giao ước sợ chúng ta tinh ngạn thản nhiên nói lục ly ta đã giúp ngươi tìm được người chuyện ta đáp ứng ngươi ta đã làm được về phần ngươi có thể bắt giữ được hắn hay không đó là chuyện của ngươi ta không có thói quen bị người khác uy hiếp dưới chân hắn gia nhân tuyệt sắc kia hơi ngẩn ra, cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ngươi đi tới thiên cung, thành ngụy thần, lại có thể cùng ta có kẻ mặc cả sao, tinh ngạn, ngươi thật to gan, có kẻ mặc cả, tinh ngạn lắc đầu, đây cũng không phải là là có kẻ mặc cả, ngươi đưa ta ra khỏi u đô, cho nên ta mới giúp ngươi tìm hắn, đây là giao dịch, giao dịch này ta đã làm được, về phần bắt giữ hắn, đó là chuyện của ngươi, hắn lấy tay chộp một cái, thân thể cao lớn của vị thần long này chậm rãi nâng lên, tần mục cùng giao miểu lại đột nhiên rơi xuống đất thân thể đã khôi phục trở lại bình thường, có thể tùy ý phát động nguyên khí, thì chuyển thần thông. Tần mục kinh ngạc không hiểu nổi, hắn ngẩng đầu nhìn thấy thân thể của vị thần long này càng lúc càng nhỏ, dây xích tách ra, thẳng bay về phía tinh ngạn. Tinh ngạn giơ tay ra nắm lấy thần long, vuốt thẳng, quấn ở bên hông của mình giống như là một đai lưng, hắn đột nhiên lạnh lùng nói, lục ly, cút ra khỏi sinh từ thần tàng của ta, dưới chân hắn, gia nhân tuyệt sắc kia không nhịn được giận dữ, ngươi nói với ta như vậy, ngươi nghĩ rằng ngươi chỉ là một thần chỉ nho nhỏ liền có thể nhảy ra khống chế được ta sao thần tàng của ta cho phép ngươi lắm lời sao lăn tinh ngạn quát lớn trong sinh tử thần tàng dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện nguyên thần nhất thời trong sinh tử thần tàng xuất hiện mặt trời mặt trăng ngũ rượu song song thất tinh cao chiếu ánh sáng soi sáng gia nhân tuyệt sắc này vội vàng tránh né bị ánh sáng của thất tinh soi sáng làm cho nàng không ngừng lưu lại tinh ngạn ngươi dám chống lại thượng thần ta nhất định phải khiến ngươi lan toàn thân của tinh ngạn có thần uy trùng thiên tay áo của hắn tung bay mái tóc đen phất phới trong cơ thể có từng ngọn thần tàng phóng ra ánh sáng cường đại soi sáng sinh tử thần tàng cuối cùng ép nàng ra khỏi sinh tử thần tàng không thể không quay về u đô tinh ngạn bình phục khí tức mái tóc đen của hắn bay phất phới lại chậm rãi hạ xuống trang phục cũng không tiếp tục rung lên nữa ánh mắt hắn nhìn về phía tần mục cái dương của ta đâu tần mục do dự một chút lấy ra cái dương giấu ở trong túi thao thiết cái dương rơi xuống đất chạy về phía tinh ngạn nhưng đi tới giữa đường nó lại quay đầu lại nhìn một chút về phía tần mục, sau đó lại chạy về phía tinh ngạn, đi tới bên cạnh tinh ngạn. Tinh ngạn xoay người đi về phía ngoài điện, thản nhiên nói, tần thần y, đừng để cho ta gặp lại ngươi. Tần mục đột nhiên nói, vì sao không giết ta, vì sao phải giết ngươi. Tinh ngạn dừng bước, nghiêng đầu nói, ta làm việc cũng có nguyên tắc của mình. Người truyền đi thức kiểu quyết huyền dẫn quyết và thần độ quyết khiến cho ta tu thành thần chỉ, thoát khỏi lo lắng về tính mạng, ân oán giữa chúng ta xem như xóa bỏ ta tìm ngươi là vì giải quyết giao hẹn giữa ta với lục ly tìm được ngươi giao hẹn giữa ta với lục ly cũng được xóa bỏ ngươi là đại tông sư lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta ngay cả điều đó cũng không làm được sao ngươi quá xem thường ta tần mục đương nhiên giật mình kinh sợ lộ ra vẻ tươi cười ta lúc trước thật sự khinh thường ngươi tinh ngạn thoáng nhìn nụ cười này của hắn khóe mắt rung lên hừ lạnh một tiếng xoay người rời khỏi đại điện đừng cười với ta ta sẽ còn tới tìm ngươi ngươi khai sáng ra rất nhiều thứ mười tám kiếm thức nguyên thần dẫn khiến cho ta có lòng thương xót nhân tài nhưng đợi đến khi thân thể ngươi đạt được trình độ có thể lọt vào mắt ta ta sẽ tìm đến ngươi ta muốn có thân thể của một vị phách thể tần mục nghẹn họng chân chối nhìn theo bóng dáng hắn đi xa tinh ngạn đi tới bên cạnh cái miệng đỉnh lớn ánh mắt hắn chớp động đang muốn lấy luôn cả miệng đỉnh lớn này đi đột nhiên trong đỉnh có sao cắt bơi qua bơi lại sao cát dần dần mở ra hóa thành hình một người cắt nam từ trẻ tuổi trong lòng tinh ngạn thầm cả kinh lắc mình rời đi hắn nhanh chóng đi qua mười dặm thung lũng hắn vẫn sợ khiếp sợ mười dặm tinh xa kiếp trận lại một lần nữa bạo phát tần mục dẫn theo giang miều đi ra khỏi đại điện đã thấy người cắt này đứng ở trong miệng của cái đỉnh lớn sao cát ở phía ngoài người cắt không ngừng lưu truyền đại sư huynh tần mục thử dò xét nói khai sơn tổ sư của thiên thánh giáo ta là giáo chủ hiện tại trước đó không lâu đã ra mắt tiểu phu thánh nhân đại sư huynh sư huynh còn sống không người cát này mở miệng lại nói không ra lời đột nhiên người cát đổ nát sao cát lưu truyền trên mặt đất hóa thành một bức hình vẽ Tần mục vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất hình vẽ là một địa lý đồ, thế núi, thế sông hiện rõ ràng ở trước mắt, núi sông ở trong địa lý đồ không ngừng biến hóa, tần mục vội vàng cẩn thận ghi nhớ, sao cắt ngay cả thay đổi hơn 10 lần, lại chảy về bên trong đỉnh lớn, tần mục khẽ nhíu mày, sao cắt biến thành địa lý đồ ngoại trừ hình vẽ thứ nhất dài, địa lý đồ khác hắn căn bản không có bất kỳ ấn tượng nào, nhìn chung sông núi đại khư không có một chỗ nào phù hợp với trong địa lý đồ, tờ thứ nhất trong địa lý đồ là nơi nào đó trong đại khư. Trong 13 địa lý đồ khác không có một chỗ nào là địa lý của Duyên Khang hoặc Tây Thổ, cũng không giống với địa hình ở Thái Hoàng Thiên. Đại sư Huynh rốt cuộc muốn nói cái gì? Tần Mục lướt mắt nhìn, Khai Sơn tổ sư của Thiên Thánh giáo nhất định là nhận thấy được thần Long đã chết, lập công của mình có thành tựu, cho nên dẫn động sao sao hóa thân lại thấy được tình hình nơi này. Chỉ có điều hắn cũng không ở đại khư hoặc Duyên Khang, chắc là ở thế giới kia, âm thanh không có cách nào truyền đến, hắn mượn sao cát tới sắp xếp địa lý đồ, có phải là muốn chỉ dẫn Tần Mục đi tìm mình hay không? bốn địa lý đồ này vô cùng phức tạp nên đi đâu tìm hắn đây tần mục đột nhiên tỉnh ngộ lại thầm nghĩ ta kiến thức nông cạn nhưng tổ phu thánh nhân có kiến thức rộng rãi hắn nhất định nhận ra được những địa lý đồ này chỉ có điều có lẽ có thể tìm được một ít manh mối từ tờ địa lý đồ thứ nhất không bằng tạm thời đi vào trong đó trước xem thử thế nào hắn nghĩ tới đây tảng đá đè nặng trong lòng hắn được thả xuống cười nói giang miểu chúng ta đi thôi giang miểu lên tiếng trả lời tần mục đột nhiên lại vòng trở lại ôm lấy đỉnh lớn tốn hết sức lực muốn nâng cái đỉnh lớn lên. Giang miểu vò đầu, tần mục quát, còn không tới hỗ trợ ta. Giang miểu vội vàng tiến lên, sắc mặt hai người đỏ lên, hào hết tất cả sức lực cũng không có cách nào nâng được cái miệng đỉnh này lên được chút nào. Giang miểu thở hồn hển, giọng điệu thử dò xét nói, giáo chủ, ta cảm thấy hay là thôi đi. Đại sư huynh của ngươi có bản lĩnh rất cao, ngay cả tinh ngạn cũng không dám lấy đi cái đỉnh lớn này, chúng ta nhất định là không làm được đâu. Tần mục chỉ đành phải buông tha, đột nhiên hắn thoáng nhìn những dây xích khóa rồng ánh mắt hắn không khỏi nhất thời sáng lên vội vàng chạy tới nói lấy đi mấy cái dây xích này cũng không tệ những dây xích có thể khóa lại thần long nguyên liệu chế tạo ra nó nhất định là cực kỳ cao đẳng cho dù là dung hóa luyện thành bảo cũng là cực phẩm trong cực phẩm giang miều chỉ đành phải đi qua theo hai người tốn sức mới kéo được một dây xích lớn cuối cùng cũng lôi được dây xích ra khỏi đại điện tần mục mở túi thao thiết nỗ lực để một đầu dây xích vào trong túi tiếc rằng dây xích quá to quá lớn căn bản không thả vào trong được hơn nữa một đầu dây xích khác lại chôn sâu ở trong vách đá cũng kéo không ra hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đều không có chủ ý gì tốt tần mục giận dữ xoay người rời đi mệt cho ngươi còn làm đại sư huynh đúng là quỷ hẹp hòi giang miểu vội vàng đuổi theo hắn gương mặt của tần mục thâm trầm bay lên trên không trung hắn tìm kiếm khắp nơi một hồi điều tra rõ địa lý sau đó dẫn theo giang miểu bay về phía phương hướng của tấm địa lý đồ đầu tiên sau hai ngày bọn họ đi tới một thôn nhỏ đánh dấu trên địa lý đồ chính là chỗ này tần mục cùng giang biểu đi vào trong thôn nhỏ này quan sát khắp nơi bọn họ chỉ thấy thôn nhỏ này giống như thôn xóm bình thường nhất trong đại khư chỉ có điều trong thôn xóm khắp nơi đều là bức tượng về thần nhân đầu rồng thân người vì sao đại sư huynh lại bảo chúng ta đi tới nơi này trong lòng tần mục không thể giải thích được hắn nhìn thấy được ở phía trước một gian nhà tranh có đang một lão già tóc trắng đang đan lưới đánh cá hắn vội vàng tiến lên cúi người chào nói vị trưởng lão này cho hỏi nơi đây là nơi nào vậy lão nhân tóc trắng này ngừng đầu quan sát hắn qua đôi mắt mở độc lộ vẻ kinh ngạc cười nói ta giao đế điệp cho linh ra tại sao lại ở trên người ngươi tần mục trợn tròn hai mắt nói không ra lời lão nhân tóc trắng này mặc bộ y phục màu xanh bị giạt đến mức có chiếc trắng bệch hắn buông lưới đánh cá trong tay xuống tần mục chỉ cảm thấy trước ngực của mình có thứ gì đó nhúc nhích tiếp theo lại thấy đế điệp hóa thành một con tiểu long từ trong cổ áo của mình chui ra sang miểu nhìn thấy tiểu long kia không thể làm theo ý mình cũng hiện ra nguyên hình đã biến thành một tiểu long trốn sau lưng tần mục vừa kính lại vừa sợ khẽ nói mã hắc tiểu long này chính là chủ của chân long nó một miệng nhỏ ngáp sau đó chậm quá từ trong cổ áo của tần mục bò ra leo tới trên tay của lão nhân tóc trắng này quấn quanh một vòng tiếp đó hiếp mắt mệt mỏi muốn ngủ trong thôn nho nhỏ này lập tức có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đi ra vây xung quanh tần mục cùng giang miểu một vị nam từ trẻ tuổi cường tráng dò hỏi lão tổ tông là có người đến đây gây sự sao lão nhân tóc trắng này cười nói không phải các người không nên làm cho bọn họ khiếp sợ hai vị này đều có chút duyên phận với thôn chúng ta những nam nữ trẻ tuổi đó lúc này mới tản đi sự thù địch hiếu kỳ quan sát tần mục cùng tiểu long giang miểu phía sau hắn trong lòng tần mục nghiêm lại những nam nữ trẻ tuổi này mỗi người đều có nguyên khí dư thừa mỗi một người đều thâm tàng bất lộ chỉ có điều vừa rồi khi bọn họ bắt đầu vây quanh tần mục nghe được trong cơ thể của nữ hai trẻ tuổi nhất trong đó chuyển đến bảy tiếng thần tàng mờ ra hiển nhiên là một cao thủ cảnh giới thần kiều mà nữ hài này chắc là yếu nhất trong thôn, bởi vì mọi người bảo vệ nàng ở giữa. Thôn trang này thoạt nhìn không lớn, thôn dân yếu nhất cũng là cảnh giới thần kiều. Tần mục vốn cho rằng tàn lão thôn mới là thôn trang cường đại nhất ở đại khư, hiện tại xem ra, đại khư thật đúng là địa phương tàng long họa hổ, ngoại trừ đế điệp, trên người ngươi còn có xào huyệt của chân long. Lão nhân tóc trắng này càng thêm kinh ngạc, ánh mắt nhìn vào bên thắt lưng của tần mục. Tần mục lấy túi thao thiết bên thắt lưng xuống, lấy ra xào huyệt của chân long, rất cùng kính đặt ở trước mặt của lão nhân tóc trắng này nói người tiền bối xem qua con chân long trong tay của lão nhân tóc trắng này lập tức có tinh thần bò vào trong xào huyệt của chân long những thôn dân khác của thôn trang này nhìn thấy xào huyệt của chân long từng người cũng không khỏi lộ ra tinh thần chấn hưng nóng lòng muốn thử hình như cũng rất muốn cùng tiểu long kia tiến vào trong đong xào chỉ có điều bọn họ vẫn nhẫn hại xuống lẽ nào thôn dân trong thôn này đều không phải là người mà là long tộc đây là một thôn xóm do long tộc tạo thành sao tần mục nhìn thấy vậy trong lòng cũng thầm suy đoán hắn nhìn về phía lão nhân tóc trắng giải thích đế điệp của linh gia là bị qua gia gia ta trộm được tặng cho ta mà sao huyệt của chân long lại do thượng thương hoạn long quân luyện hoạn long quân bị ta hàng phục sao huyệt của chân long cũng rơi vào trong tay ta tiền bối ngài là thần quân chế luyện ra đế điệp kia sao ánh mắt của lão nhân tóc trắng này rơi vào trên long xào cười mà như không cười nói năm đó ta luyện chủ chân long thành đế điệp tiến vào trung thổ tìm kiếm truyền nhân sau đó ta gặp được một tên tiểu tử có tư chất ngộ tính đều tương đối không tầm thường tên tiểu tử này chính là lão tổ tông của linh gia ta quan sát hắn có chân long khí vì vậy mới tặng đế điệp cho hắn truyền thụ long ngữ và công pháp trên đế điệp cho hắn tiếc rằng tâm tư hắn không đạt được trên điều này đuổi theo thiếu nữ gì đó kết quả thiếu nữ đã theo đuổi tới tay nhưng long ngữ và công pháp ta truyền cho hắn lại bị hắn quên đến bảy tám phần khi đó ta đã biết tên tiểu tử này cũng không phải là chủ của chủ chân long tần mục từng nghe linh dục tú nói qua chuyện này lúc đó hắn chỉ cảm thấy buồn cười, không ngờ được lại là chuyện thật. Nhưng ta trời sinh tính tình bại hoại, vốn chính là được người nhờ vả, cho nên luyện hóa chủ chân long tìm kiếm một truyền nhân. Nếu truyền nhân không dùng, như vậy ta cũng đơn giản tùy hắn vậy. Lão nhân tóc trắng cười nói, ai có thể ngờ được, tên tiểu tử kia không chịu phấn đấu, nhưng con cháu đời sau của hắn cũng rất không chịu thua kém, khiến cho duyên khang quốc lớn mạnh đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Nếu đế điệp rơi vào trong tay của ngươi, ngươi lại nhận được xào huyệt của chân long, tìm được, nhất định là vì công pháp phía trên đi. Tần mục lễ độ cung kính nói, tiên bối, ta thực sự có chút động tâm đối với công pháp trong xào huyệt của chân Long, chỉ có điều lần này ta tới lại bởi vì khai sơn tổ sư của thiên thánh giáo, hắn là đại sư huynh của ta, cho ta một bức địa lý đồ, phía trên đánh dấu vị trí của thôn này, vì vậy ta mới tìm tới đây. Lão nhân tóc trắng giật mình, suy tư nói, khai sơn tổ sư của thiên thánh giáo, là tên tiểu tử, tử ngụy Phong Tùy kia sao, tần mục do dự, hắn cũng không biết vị đại sư huynh này của mình tên gọi là gì lão nhân tóc trắng nhìn thấy vậy cười nói hắn đã từng tới gặp ta hỏi ta lập công thế nào hắn thật sự không tệ bản lĩnh cũng cực kỳ không tầm thường đúng là tiên sinh dạy học thu một đệ tử giỏi chỉ là người phong tùy muốn thành thánh hắn muốn lập công rất khó hắn đi chính là con đường của tiên sinh dạy học con đường tiên sinh dạy học rất khó đi ta cũng dạy hắn không được ngươi là sư đệ của hắn nếu ngươi tới hỏi ta làm thế nào để thành thánh ta cũng dạy không ngươi tiên sinh dạy học trong miệng hắn chắc hẳn là chỉ tiểu phu thánh nhân tư phu thánh nhân vốn chính là thiên sư của khai hoàng thiên đình chịu trách nhiệm dạy dỗ một mạch hoàng tử công chúa của khai hoàng tần mục hỏi xin hỏi vị đại sư huynh này của ta có nói qua hắn định đi đâu hay không lão nhân tóc trắng lắc đầu nói hắn không nói dự định đi nơi nào nhưng lưu lại một thứ hắn bảo ngươi tìm đến ta chắc hẳn là vì món đồ này hắn đứng dậy tiến vào trong nhà cỏ sau một lúc lâu hắn cầm ra một cái hộp đỏ giao cho tần mục tần mục mở ra hộp đỏ ra bên trong lại là một tấm lệnh bài có kích thước chừng bàn tay trên lệnh bài có in hình của một con mãnh thú tần mục lật qua lật lại nhìn mấy lần vẫn không hiểu khiêm tốn thỉnh giáo nói xin hỏi tiền bối tấm lệnh bài này có tác dụng gì đây là một loại binh phù dùng để điều binh khiển tướng trong binh phù có dấu trận pháp đó là một loại trận pháp bài vị cực kỳ cổ xưa hiện tại hơn phân nửa là vô dụng lão nhân tóc trắng nói phía trên này có vài phù văn ngay cả ta cũng không biết có lẽ nó là binh phù được sử dụng trong thời đại thượng hoàng hoặc niên đại sớm hơn. Hắn nhận lấy binh phù, sử dụng pháp lực của mình phát động, chỉ thấy trong binh phù từng ngôi sao phóng lên trên không trung, xoay quanh bọn họ. Hắn nói, những ngôi sao này chính là bài vị, từng thần chỉ trở về vị trí cũ, lại có thể dùng loại trận pháp này tới đón địch, chém giết cùng kẻ địch. Tần mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngôi sao bên trong binh phù này bay ra cũng không phải là ngôi sao chân chính, mà là từng hình chiếu, nhưng số lượng rất nhiều, chỉ sợ phải có tới mấy ngàn ngôi sao trong lòng hắn không nhịn được hoảng sợ lẩm bẩm nói mấy nghìn thần chỉ tạo thành đại trận phải là cuộc chiến tranh mới thoáng cái cần phải vận dụng mấy nghìn vị thần ma người kiến thức quá nông cạn lão nhân tóc trắng thu hồi pháp lực những hình chiếu ngôi sao đó biến mất cười nói thời đại khai hoàng loại chiến dịch cấp bậc này cũng không phải là số ít trận pháp trong binh phủ này đã không có bao nhiêu tác dụng xem như đồ sưu tầm xem như không tệ tần mục buồn bực nói trận pháp làm sao có thể không có tác dụng được lão nhân tóc trắng giao binh phủ cho hắn nói có thể là thiên địa đại đạo thay đổi, trận pháp trong binh phủ cùng thiên địa đại đạo không hợp, cho nên trận pháp cũng sẽ không có huy lực. Món đồ này quá cổ xưa, so với nói không hợp, hơn phân nửa là thứ mấy mười vạn năm trước, cụ thể nó là thời đại nào ta cũng không biết rõ. Tần mục thả tấm binh phủ trở lại trong hộp đỏ, sau đó thu hộp đỏ vào trong túi thao thích của mình. Nếu như khai sơn tổ sư ngụy Phong tùy đặt cái hộp đỏ và binh phủ ở chỗ lão nhân tóc trắng, nói rõ món đồ này nhất định là vô cùng quan trọng, hắn bảo tần mục đến đây hơn phân nửa chính là vì binh phủ bên trong hộp đỏ tần mục nói vãn bối lỗ mãng còn chưa từng thỉnh giáo tục danh của tiền bối lão nhân tóc trắng cười nói ta còn tưởng rằng hậu nhân của tần gia sớm đã biết thân phận của lão phu không nghĩ tới ngươi lại không biết lão phu vốn là long mạch đắc đạo tu thành chân long năm đó đi theo tổ tiên của ngươi bởi vì ta khi đó vừa sinh ra còn không biết nói chỉ biết kêu mã hắc cho nên tổ tiên của ngươi cho ta lấy một tên họ mã tên các thanh dùng để chê cười ta sắc mặt tần mục cổ quái mã cấp thanh sang miểu từ phía sau lưng tần mục nhô đầu ra khiếp sợ nói mã hắc lão nhân tóc trắng tiếp tục nói sau đó tổ tiên của người làm quan trong thiên đình thiên đình có bốn thiên cung lớn ta trấn thủ thanh long cung thanh long thiên cung có sáu mươi sao thần bộ do ta quản lý gọi ta là thanh hoàng ta ngại tiếng xưng hô này quá bá đạo cho nên sửa gọi thanh hoàng mà nay khai hoàng thiên đình đã hủy diệt thanh long thiên cung cũng không còn tồn tại ngươi gọi ta thanh hoàng lão nhân là được tần mục lại một lần nữa chào nói tần mục thế tôn đời 107 của tần thị ra mắt thanh hoàng lão nhân thanh hoàng lão nhân vội vàng nói mời đứng lên ta thấy ngươi đến đây lại lập tức biết được huyết mạch của ngươi đoán ra ngươi là hậu nhân của khai hoàng ngươi muốn học long ngữ trong xào huyệt của chân long này ta có thể dạy ngươi tần mục mừng rỡ lại một lần nữa vái tạ nói làm phiền tiền bối thanh hoàng lão nhân dẫn theo hắn đi vào xào huyệt của chân long nói ta thấy công pháp thần thông của ngươi xem như có chút thành tựu hơn nữa giống như là thần ma cùng tu luyện, hình như đã mở thần đạo thần tàng, cũng mở ra ma đạo thần tàng, rất cổ quái. Ta đoán ngươi hẳn đã tìm được con đường của mình, học được công pháp của long tộc ta đối với ngươi chỉ là dệt hoa trên gấm, ngược lại tiểu long này sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. sang biểu hóa thành tiểu long gión rén đi phía sau lưng tần mục, nghe vậy lại rụt đầu nói, mã hắc, thanh hoàng lão nhân cười nói, không cần cảm ơn, nếu muốn cảm ơn lại cảm ơn hắn, đúng rồi tần mục, ta cảm ứng được trên người ngươi có một thứ đặc biệt kỳ quái lại ở trên cổ của ngươi, giống như là một khối ngọc bội, xấu bên trong lực lượng phong ấn rất cường đại, Tiên Bối nói là khối ngọc bội này, Tần Mục lấy ra ngọc bội, nói, đây là thổ bá chế luyện ra, nói là dùng để phong ấn ma tính của ta, ta là sinh ra ở Udo, bị ma tính tự do ở Udo xâm nhập, cho nên thổ bá chế luyện ra cái này, chỉ cần mang nó lại có thể áp chế ma tính. Thanh Hoàng lão nhân nhìn ngọc bội một chút, cười lạnh nói, thổ bá phong ấn ma tính của ngươi, hắn có thể lòng tốt chứ chứ? Ngọc bội cho ta ta giúp ngươi mở phong ấn ra. Cái này, tần mục lộ ra ngượng nghịu, khẽ nói, bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di cáp phim. Tiên bối, Diêm Vương đã từng giải ra, lại bị ngọc bội nguyền rùa, còn có ma tộc Phục Nhật La cũng nỗ lực giải phong ấn, kết quả cũng bị nguyền rủa, tất thê thảm. Sư phụ ta và Diêm Vương đều nói tốt nhất không nên giải ra phong ấn bên trong ngọc bội, thậm chí ngọc bội cũng không thể rời khỏi người, bằng không lại có chuyện đáng sợ phát sinh. Chính là nguyền rùa, có gì sợ hãi quá, thanh hoang lão nhân cười nói, chẳng qua ngay cả dạy học tiên sinh cũng nói như vậy khẳng định có đạo lý của hắn nào ta tới giải công pháp trong long xào chân long cho các ngươi trong xào huyệt của chân long tần mục rốt cuộc được như mong muốn tìm hiểu một lượt tất cả long ngữ trong xào huyệt của chân long bản thân của thanh hoàng lão nhân chính là thần long trên cơ bản tất cả long ngữ hắn đều nhận ra được thực lực của hắn cực cao cụ thể đến cảnh giới nào tần mục lại không có khả năng viết được chỉ có điều có thể trở thành chúa tể thanh long cung một trong bốn thiên cung lớn của khai hoàng thiên đình bản lĩnh của hắn chắc hẳn là vượt qua tiểu phụ thánh nhân và diêm vương ti tất cả vì sao trên bầu trời chia ra làm năm thiên cung lớn sát nhập lại gọi là thiên đình năm thiên cung lớn chia ra làm thanh long thiên cung thống trị 60 sao trời phía đông bạch hổ thiên cung thống trị 27 sao phía trời tây chu tước thiên cung thống trị 39 sao phía trời nam huyền vũ thiên cung thống trị 40 sao phía trời bắc mà ở chính giữa lại là thiên hoàng thiên cung thống trị thiên hoàng tinh đấu ngoại trừ thiên hoàng thiên cung bốn thiên cung lớn khác lấy thanh long thiên cung làm đầu như vậy bản lĩnh của thanh hoàng lão nhân thế nào có thể tưởng tượng được hắn giải công pháp của chủ chân long không phải giống như tiểu long ra miểu giải từng chữ từng chữ một mà trực tiếp biến hóa tất cả văn tự bên trong long xào thành công pháp từ cạn tới sâu trực tiếp truyền công pháp giảng dạy cho hai người môn công pháp này là tổ long thái huyền công vận dụng đến tất cả long ngữ dùng ngâm chấn động trong thân thể nguyên thần nguyên khí của nó tu luyện pháp môn thần thông pháp môn tu luyện pháp môn rèn luyện thân thể đều giấu ở bên trong long ngữ người tu luyện môn công pháp này sẽ nâng cao các mặt nguyên khí trở nên hùng hồn thần thông tinh diệu thân thể mạnh mẽ nó cũng là pháp môn cao cấp nhất có thể nói công pháp cấp bậc đạo cảnh nếu có thể hoàn toàn tìm hiểu thông suốt huyền công nhập đạo cũng không phải là chuyện khó đây là lần đầu tiên từ khi tần mục chào đời tới nay nhìn thấy loại công pháp có cấp bậc như vậy hơn nữa còn là công pháp hoàn chỉnh đạo môn đạo kiếm 14 trang bởi vì ngôi sao trên bầu trời là giả chặt đứt đường lui Trang thứ 14 chết sống không có cách nào hiểu thấu đáo, cho nên kiếm thứ 14 không có cách nào chạy thẳng tới đạo cảnh. Như lai đại thừa kinh của đại lôi âm tự chỉ có thể tu luyện tâm cảnh tới đạo cảnh, tu vi cảnh giới chỉ có thể đến nhị thập trọng thiên cảnh, tu luyện tới đại phạm thiên cảnh, công pháp phía sau cũng mất. Công pháp của tiểu ngọc kinh chỉ có thể khiến người ta tu luyện tới cảnh giới thần chỉ lại không có đường lùi ở trên thần thông đại dục thiên ma kinh của thiên thánh giáo thành tựu càng cao, nhưng cũng không có công pháp tiếp sau khi thành thần, bởi vì xuất hiện qua địa tầng đứt gãy. Công pháp của Duyên Khang Quốc có phần không đủ, các công pháp của Thánh địa đều có phần thiếu sót rất lớn, nhưng mà cho dù là Thái Hoàng Thiên có truyền thừa hoàn chỉnh, Tần Mục nhìn thấy rất nhiều thần chỉ và ma thần, công pháp lại có thể khiến người ta chạy thẳng tới đạo cảnh, hắn vẫn chưa từng nhìn thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, cho dù là Thái chân thần ở Hoàng Thiên, công pháp tối đa chỉ là ở một phương diện khác có thể khiến cho người đạt được đạo cảnh, muốn khiến cho mình các mặt đều tu luyện tới đạo cảnh, lại cần phải tìm hiểu bản thân mình, đánh bóng chính mình công pháp của Thái Hoàng Thiên cũng không thể trực tiếp khiến người ta tu luyện tới đạo cảnh. Công pháp có thể chạy thẳng tới đạo cảnh, chỉ có Tổ Long Thái Huyền Công. Tu luyện môn công pháp này có thể tu thành nguyên thần Tổ Long, đối với tìm hiểu thần thông của Long Tộc có thể tăng lên tới đạo cảnh, tìm hiểu đối với thân thể cũng có thể đạt được loại cấp bậc này. Đây quả thực là một loại công pháp nghịch thiên, thậm chí vượt qua phách thể tam đan công của ta, tần mục không nhịn được xúc động. Sau khi từ biệt chết hoa lê ở Thái Hoàng Thiên, hắn lại rơi vào trong trạng thái của công pháp nhập đạo. Điều chỉnh lại lần nữa các loại công pháp thần thông bên trong phách thể tam đan công, đạt được trạng thái hoàn mỹ nhất, chỉ đáng tiếc hắn bị một đám cao thủ ma tộc cắt ngang quá trình hắn dung hợp mắt thần, dù vậy, hắn cũng sơ bộ làm được công pháp nhập đạo, nhưng mà công pháp nhập đạo cùng công pháp đạo cảnh không giống nhau, công pháp nhập đạo của hắn có thể khiến cho thân thể, nguyên thần và thần thông của mình đều đạt được trạng thái thiếu niên chân thần, công pháp đạo cảnh càng cao một bậc, có thể khiến cho thần thông đạt được đạo cảnh, thân thể đạt được đạo cảnh, nguyên thần đạt được đạo cảnh hơn nữa có công pháp sau khi tiến vào thần cảnh môn công pháp này tuy tốt nhưng thích hợp với long tộc tu luyện hơn nếu như ta tu luyện tổ long thái huyền công thành tựu khẳng định còn không bằng giang miểu với ta mà nói chỉ có thứ thích hợp nhất với ta mới là công pháp hay nhất trong lòng tần mục thoải mái tổ long thái huyền công tuy tốt nhưng hắn vẫn lựa chọn phách thầy tam đan công chỉ có điều tổ long thái huyền công đối với hắn vẫn có rất nhiều chỗ tốt có thể tham khảo từ trong đó để rèn luyện rèn luyện thân thể nguyên thần và thần thông để hoàn thiện phách thể tam đan công của mình môn pháp môn rèn luyện là tổ long bát âm đó là pháp môn cực kỳ bá đạo chia ra làm niêm âm sát âm đoạt âm nhiếp âm khiên âm toàn âm truy âm huyện âm tần mục lập tức bắt tay vào làm thử một hồi nguyên khí vận hành của hắn theo vận luật chấn động kỳ lạ niêm âm phát nổ nhất thời nguyên khí trở nên vô cùng bế tắc chấn động với tần suất cực cao chỉ trong nháy mắt tần mục lại cảm giác được thân thể phát sinh biến hóa kỳ diệu máu trở nên đặc sệt khi vận hành lại bạo phát ra tiếng nổ kinh người giống như là núi cao tuyết lở nhưng khí huyết lao nhanh trở nên càng dồi dào hơn núi tuyết vạn trượng tuyết lở kinh thiên động địa lúc vận hành khí huyết của hắn tới lòng bàn tay bàn tay biến thành kích thước giống như quạt hương bồ nguyên khí trong lòng bàn tay vận động phát ra tiếng nổ giống như sấm sét vậy hắn lấy niệm âm rèn luyện huyết mạch vận hành một vòng khi tản đi niệm âm hắn nhất thời chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái tần mục lại phát động sát âm sát âm chấn động tinh thần rèn luyện tinh thần của hắn vô cùng thuần túy hắn phát động đoạt âm tam hồn gần như bị đánh tan, đoạt âm luyện hồn, nhiếp âm luyện phách, dẫn âm luyện tâm, toàn âm luyện linh, truy âm luyện gần cốt, luyện âm luyện đạo tâm. Tần mục thí luyện từng cái một lần, đã có chút hiểu biết đối với tổ long bát âm. Lúc này, hắn lập tức hăng hái bừng bừng điều khiển nguyên khí, sử dụng nguyên khí xây dựng ra con đường nhỏ vận hành phách thể tam đan công của mình, thử dung nhập tổ long bát âm vào trong phách thể tam đan công. Trước mặt của hắn, các loại quỹ tích vận hành của nguyên khí hình thành ra hình thái cùng loại với cơ thể con người nhưng cẩn thận nhìn tiếp lại có thể nhìn thấy được kết cấu càng phức tạp hơn. Đó là linh thai, ngũ diệu và lục hợp thần tàng của hắn. Nguyên khí vận hành ở trong những thần tàng này hình thành ra hệ thống vô cùng phức tạp. Quỹ tích vận hành của nguyên khí ở trong mỗi một thần tàng lại không giống nhau. Không chỉ có như vậy, nếu quan sát mỗi một khí quan trên thân thể của hắn, lại sẽ phát hiện vận hành nguyên khí ở trong trái tim có quỹ tích kỳ lạ. Quỹ tích vận hành ở trong thận lại khác với trong trái tim. Quỹ tích vận hành ở trong hai chân lại khác với trong ngũ tạng lục phủ có thể nói là có thể hết sức tinh xào hắn nỗ lực dung nhập tổ long bát âm vào trong nguyên khí vận hành nơi cần phải cải biến không nhiều chỉ cần tới khi nguyên khí vận hành đến trái tim vận dụng đến công pháp dẫn âm khi vận hành đến huyết mạch lại vẫn sử dụng công pháp niệm âm khi vận hành đến linh thai vận sử dụng công pháp toàn âm chỉ là như vậy mà thôi hắn ở trong xào huyệt của chân long sửa chữa công pháp đối với tất cả mọi thứ xung quanh đều giống như không nhìn thấy thanh hoang lão nhân và giang miểu lập tức bị động tĩnh hắn cải biến công pháp thu hút ánh mắt tập trung ở trên đường vận hành công pháp trước mặt hắn. Đừng xem, thanh hoang lão nhân lắc đầu, về phía Giang Miểu nói, người không học được, người này trí tuệ đã gần như yêu, nội tình và trí tuệ của hắn đã đạt đến trình độ ngươi xem không hiểu không học được. Ta tới nói với ngươi một chút ảo diệu trong tổ long thái huyền công, giải thích cho ngươi nghe, Giang Miểu nhỏ giọng nói, mã hắc, thanh hoang lão nhân cười nói, ngươi không cần sợ ta, Giang Miểu đánh bạo hóa thành hình người, thành thật đứng ở một bên. Thanh hoang lão nhân giảng giải cho hắn về tổ long thái huyền công cố gắng hết mức nói dễ hiểu một chút, để tránh hắn nghe không hiểu. Một lần nói này chính là 4 năm ngày, tần mục cuối cùng đã dung nhập tổ long bát âm vào bên trong phách thể tam đan công của mình. Hắn phát động ra phách thể tam đan công, lúc nguyên khí vận hành cứ tự nhiên phát ra tổ long bát âm như vậy, rèn luyện thân thể nguyên thần nguyên khí đạo tâm. Thậm chí, lúc hắn thi triển ra thần thông, tổ long bát âm đã vận hành, rèn luyện thần thông của hắn. Tần mục chạy ở trong xào huyệt của chân long, từng chiêu thần thông được hắn sử dụng ra, tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên uy lực của châu pháp càng lúc càng mạnh, hắn không khỏi mừng rỡ vạn phần. Con, hắn rút ra hai thanh đao giết heo, phung đao thi triển ra dạ chiến liên thành phong vũ, chỉ có điều đao pháp vừa thi triển ra, hai thanh đao trong tay bị chấn động tới mức nát bấy. Tần mục ngần người một lát, hắn lại lấy từ trong túi thao thiết ra một cây gậy trúc, một trượng đâm ra, gậy trúc hóa thành bột mịn. Tổ long bắt âm có uy lực quá mạnh mẽ, linh binh bình thường căn bản không chịu nổi sử dụng, tay hắn xuất ra kiếm hoàn, trong kiếm hoàn có từng thanh phi kiếm giống như nước chảy lưu chuyển hóa thành trường đao tần mục nắm lấy thanh trường đao tách về hai bên trường đao phân ra thành hai nửa thì chuyển ra hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên đao quang đan sen uy lực so với từ chức càng cường đại hơn suýt nữa cắt đứt từng long trụ bên trong long xào tần mục vội vàng thu chiêu lúc này mới tránh hủy lính long xào hắn quan sát hai cây trường đao chợt ném thanh trường đao lên trường đao ở trên không trung phân ra thành từng thanh phi kiếm chậm rãi xoay quanh hắn tần mục cẩn thận kiểm tra hắn thở hát ra một hơi vui mừng nói may là phi kiếm của ta luyện được không tệ bằng không thật sự không có vũ khí nào có thể dùng hắn lại chìm vào trong sự trầm tư trong tổ long thái huyền công ngoại trừ tổ long bát âm ra còn có công pháp thần thông hắn cũng có thể tham khảo học tập trong tổ long thái huyền công có rất nhiều thần thông biến hóa liên tục ngược lại có thể hóa thành thần thông phật môn có vài cái lại có thể hóa thành thần thông đạo môn thậm chí trở thành thần thông ma đạo tới thi triển cũng không sai hắn vẫn cảm thấy rất nhiều thần thông đều có thể diễn biến thành kiếm pháp, nếu như trở thành đao pháp cũng sẽ có uy lực rất lớn, mà trong đó thần thông thân pháp cũng có rất nhiều chỗ tinh diệu không tầm thường, thần thông đồng pháp cũng rất kinh người. Hắn nghiên cứu càng sâu, lại càng cảm thấy tổ long thái huyền công thật sự không tầm thường, chỉ có thể hận mình không phải là long tộc, không có cách nào phát huy được thần thông bên trong môn công pháp này đến mức tận cùng. Đợi đến khi hắn lại một lần nữa tỉnh lại, đã thấy thanh hoang lão nhân cùng giang miểu không còn ở trong xào huyệt của chân long, hắn vội vàng phi thân nhảy ra khỏi long xào chỉ thấy giang miểu đang ở bên ngoài thôn tu luyện tổ long thái huyền công thiếu niên này hóa thành một ly long xanh ngọc màu vừa chạy vừa phát động công pháp vừa thi triển ra kỹ năng chém giết trong tổ long thái huyền công trong mấy ngày ngắn ngủi này tu vi thực lực của giang miểu lại tiến bước rất xa đây là kiểu biến hóa nhảy vọt rất lợi hại tần mục tán thưởng một tiếng chỉ thấy rất nhiều năm nữ trẻ tuổi trong thôn nhỏ này đã quan sát giang miểu luyện công lớn tiếng khen ngợi liên tục tần mục đi ra phía trước thoáng nhìn một thiếu nữ dường như có tuổi tác bằng mình, chắc hẳn còn muốn nhỏ một hai tuổi, cười nói, vị muội muội này xương hôn như thế nào, sắc mặt của thiếu nữ kia nhất thời đỏ, nói, ta là Thanh Nha, ngươi đừng gọi ta là muội muội, ta năm nay đã 300 tuổi, ngươi bao nhiêu tuổi, sắc mặt của tần mục đỏ lên, nhìn về phía người thiếu niên bên cạnh, bộ dạng chắc hẳn không chênh lệch tuổi tác với mình, hắn thử dò xét nói, vị huynh đài này, ta năm nay 637 tuổi, thiếu niên kia chớp chớp mắt nói. Tần Mục kêu lên một tiếng rên rỉ, những thiếu niên thiếu nữ này mỗi một người đều có tuổi tác lớn đến mức hù chết người. Nam tử trung niên bên cạnh cười nói, ta đã hai vạn tám trăm tuổi, Tần Mục không tiếp tục đi hỏi về tuổi tác của bọn họ nữa, đột nhiên tinh thần hắn phấn chấn, cười nói, các ngươi đi qua Duyên Khang chứ, ta là giáo chủ của thiên thánh giáo Duyên Khang, mà nay chính là thời khắc cần người tài. Thanh hoàng lão nhân cầm theo lưới đánh cá, đen mặt đi tới, nói, đừng có ý đồ với thôn của chúng ta, công pháp ta đã truyền, người cần phải đi. Tần Mục vội vàng nói, tiền bối, hiện nay tình hình chiến sự ở Thái Hoàng Thiên đang căng thẳng, sư phụ ta cũng đi hỗ trợ. Thanh Hoàng lão nhân nói, Thanh Nha, tiễn khách, thiếu nữ được gọi là Thanh Nha kia đưa tay ra, nguyên khí vô cùng khủng khiếp bạo phát, thoáng cái giam gần Tần Mục, khiến hắn không thể động đậy. Thanh Nha đưa tay chụp lấy ra miểu tới, nói, hai vị không nên động, ta đưa các người ra ngoài ngàn giam, dứt lời, nàng há mồm phun ra một cái, nhất thời mây mù bay khắp bầu trời bản thân tần mục và giang miểu ở bên trong mây mù nhanh chóng được đưa đi xa tu vi kinh khủng như vậy sao tần mục bị dọa cho giật mình cao giọng nói tiền bối ta còn muốn nói ra suy nghĩ của mình đột nhiên vân khí tản đi bọn họ rơi vào trên một đỉnh núi tần mục giật mình từ xa nhìn lại đã không thấy được dân thôn nhỏ kia hắn một câu còn chưa có nói xong liền bị thiếu nữ thoạt nhìn không lớn hơn hắn lắm đưa đến ngoài ngàn dòng mã hắc vẻ mặt của giang miểu đầy hâm mộ nói người cũng sẽ mạnh như vậy tần mục thở dài đột nhiên xào huyệt của chân long gào thét bay tới trong khoảnh khắc đi tới trước mặt bọn họ sắc mặt của tần mục đại biến xào huyệt của chân long này vô cùng nặng nề hắn đang muốn tránh né lại thấy long xào dừng lại sau đó nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh núi lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng càng hoảng sợ hơn lẽ nào xào huyệt của chân long cũng là do thanh nha kia ném tới pháp lực của nàng khó tránh khỏi quá mạnh mẽ pháp lực của ta chỉ có thể phát động phi kiếm hai ba trăm cân nặng bay đến ngoài hai trăm dặm nàng lại có thể phát động chân long xào bay ra ngoài ngàn dặm Mã Hắc, Giang Miểu hâm mộ nói, Tần Mục bất đắc dĩ, quay đầu lại nói, Giang Đạo Hữu, ngươi có thể nói tiếng người hay không? Kỳ quái, ta cũng không phải là tay tinh, vì sao Thanh Hoàng lão nhân không muốn để cho ta lưu lại? Tại Long thôn nho nhỏ kia, sau khi Thanh nhà tiễn bước Tần Mục, nàng lại dùng nguyên khí bọc quanh xào huyệt của chân long đưa đến bên cạnh Tần Mục ở cách xa ngàn dặm, nàng nhìn về phía Thanh Hoàng lão nhân nói, lão tổ, vì sao phải vội vàng tiễn bước Tần Thế Huy như vậy? Hắn không phải là hậu nhân của Khai Hoàng sao? những thôn dân khác cũng hiếu kỳ không thôi, tất cả đều tiến lên đây, dò hỏi, nghe lão tổ nói, lão tổ cùng khai hoàng là kết giao sinh tử, lần này đánh đổi tần thế huynh như vậy có chút không hợp với đạo làm người, thanh hoàng lão nhân trừng mắt với bọn, chúng ta cũng không phải làm người, cần nhân tình gì, lại nói, năm đó ta cùng khai hoàng kết giao sinh tử, nhưng đều là ta bị tổn hại nhiều, chiếm tiện nghi ít, khai hoàng người này dẫn theo thê nhi già trẻ chạy đến nơi vô yêu hương vô dụng kia sung sướng, ném lại cục diện rối dám xuống bản thân lại chẳng quan tâm lão tử còn phải đi chùi đít cho hắn sao hắn nghĩ thật hay đám người thanh nha đưa mắt nhìn nhau thanh hoàng lão nhân càng nói càng tức Gửi lạnh nói chưa từng thấy ta nói lời thu tục sao lão tử năm đó là người nói thu tục nổi danh nhất trong khai hoàng thiên đình từng mắng chết một vị ngưu thần khai hoàng bỏ lại một đống cục diện rối rắm bao nhiêu đạo hữu đều đang đợi hắn đông sơn tái khởi chờ đợi hắn ngốc đầu trở lại nhưng mà hắn thì sao hắn cầm lưới đánh cá vác trên lưng đi về phía ngoài thôn giọng nói có phần tức giận hắn đến nay vẫn không có lộ diện, khiến bao nhiêu lão huynh đệ phải lạnh tâm. Tần mục này là thế tôn 107 của hắn, rời lông phượng hoàng không bằng gà mẹ đè ra rồng, 107 thế tôn danh hiệu đó cũng chỉ có thể nói mà thôi, hoàng đế nào thế tôn 107 vẫn là hoàng tử được, thế tôn 107 của chân long vẫn cũng không bằng con rắn nhỏ, hắn muốn mời ta xuất sơn, vậy tự mình từ trong vô ưu hương đi ra mời ta, bằng không cho dù hoàng thái tử tới, lão tử cũng không để ý tới, mọi người đuổi theo hắn, đi tới một chỗ đầm nước lạnh, thanh hoang lão nhân ở bên bờ tung lưới, lại chậm chạp không có thu lưới, sau một lúc lâu suy tư hắn nói, nhưng tần mục này thật ra vẫn có chút năng lực, chỉ có điều còn chưa đủ, còn xa mới đủ. Mục đích hắn tới đây là vì thu hồi binh phù, học tập tổ long thái huyền công, ta đều cho hắn, thanh long nhất mạch chúng ta không nợ hắn cái gì, không nợ tần gia cái gì. Đám người thanh nha không nói lời nào, một hán tử trung niên ho khan một tiếng, nói, lão tổ lại không kéo lưới nữa, cá sẽ đều chạy mất, thanh hoang lão nhân lầm bầm, Tần mục này là một tiểu tử, tử quen gây chuyện ta nhìn người cực chuẩn kiên quyết sẽ không sai tính nết của hắn cùng khai hoàng năm đó có chút tương tự đều là tính tình không ngồi yên đều thích lăn qua lăn lại thích trêu ghẹo mãi thành tính ta là lo lắng các ngươi đi theo hắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng của các ngươi chúng ta ở trong thôn sinh sống hai vạn năm tuy rằng rất bình thản nhưng cũng vui hòa thuận vui vẻ lão tổ cá thật sự chạy mất thanh nha khẩn trương nói thanh hoàng lão nhân nói tuy nói khai hoàng người kia khiến người ta chán ghét ở cùng với hắn bao giờ cũng kinh hồn bạt vía, lo lắng không biết từ lúc nào lại chết, nhưng chẳng biết tại sao ta cuối cùng vẫn rất hoài niệm khoảng năm tháng này. Một hồi tưởng lại cảm giác được trái tim mình được hâm nóng. Vừa hồi tưởng lại, viền mắt lại nóng lên một chút. Thanh Nha phù phù một tiếng lao vào trong đầm nước lạnh. Sau một lúc lâu, nàng lại ôm ra một con cá lớn đỏ rực. Thanh Hoang lão nhân lẩm bẩm nói: Ta tại sao lại hoài niệm khoảng năm tháng này? Lẽ nào ta già rồi sao? Không được, ta không thể để cho các ngươi ra khỏi thôn. Tần mục này bộ dạng lấm la lấm lét vừa nhìn chính là một kẻ bụng đầy những ý nghĩ xấu. Các thôn dân long thôn đang phun lửa nướng cá, ném thanh hoang lão nhân ở bên đầm nước. Thanh nha nhỏ giọng nói, ta ngược lại cảm thấy vị tần thế huynh kia bộ dạng mi thanh mục tú, còn mắt to rất lớn trong suốt, không giống như là người xấu. Nam từ trung niên khẽ nói, người nói ít đi một câu, lão tổ đang thiên nhân giao chiến, lại nói lão tổ trời sinh chính là mắng chửi người thành tinh, trong miệng có thể có cái gì tốt để nói. Nghiêm thúc, lão tổ thật sự từng mắng chết ngưu thần sao? người trẻ tuổi đều hiếu kỳ nói nam từ trung niên thanh nghiêm kia do dự một chút gật đầu nói nhỏ là một vị chân thần bị mắng ba ngày hai đêm trong miệng lão tổ thô tổ không thể nói vị ngư thần này còn không có miệng lại đánh không nổi tức mà chết có người nói hắn nôn ra máu biến thành sông kêu ba ngày lúc này mới tắt thở mọi người lộ vẻ sợ hãi quay đầu nhìn lại thanh hoang lão nhân còn đứng ở bên đầm nước lạnh suy nghĩ xuất thần lẩm bẩm trên người tiểu tử, tử hư hỏng này còn có ma tính ma tính rất sâu ngay cả thổ bá cũng phải chấn áp hắn. Thổ bá luôn luôn chỉ chấn áp cùng hung cực ác đồ, có thể thấy được hắn thật sự không là đồ gì tốt. Chỉ có điều thứ tiểu tử, tử này học ngược lại rất nhanh, hơn nữa còn có suy nghĩ của riêng mình, là một loại thiên tài, nhưng thích lăn qua lăn lại như thế, cũng rất dễ dàng lăn qua lăn lại chết mình. Những người trẻ tuổi của Long Thôn kia ăn cá nướng, Thanh Nha nghi ngờ nói, lão tổ là đang khen tần thế huynh hay đang mắng hắn. Thanh Hoang lão nhân còn đang thiên nhân giao chiến, lẩm bẩm nói, ta không thể để cho bọn tiểu bối theo cái xương già này cả ta hoang phế ở chỗ này, có thể để cho bọn họ ra khỏi thôn chưa chắc sẽ là một chuyện xấu. Mọi người ăn cá xong, lưu lại một cái xương đầu cá, khi thanh hoang lão nhân cuối cùng từ trong thiên nhân giao chiến đi ra, rũ lưới đánh cá trên nước, chuẩn bị thu lưới, hắn cười nói, thanh nghiêm, chúng ta hôm nay ăn cá nướng, sau khi ăn xong, ta cho phép các ngươi đi ra bên ngoài đại khư một chuyến, đám người thanh nha hoan hô, phân tán ra bốn phía xung quanh, thanh hoang lão nhân ngẩn người một lát, lắc đầu, Giang Miểu hóa thành hình người, biến thành thiếu niên có tướng mạo tương tự với Tần Ngọc, hắn vừa đi theo Tần Mục, vừa tu luyện Tổ Long Thái Huyền Công, các loại chiêu pháp thần thông được thi triển ra, hắn không ngừng rèn luyện bản thân rất chăm chỉ. Tần Mục vừa đi vừa phát động Phách Thể Tam Đan Công của mình, Phách Thể Tam Đan Công vận chuyển một vòng, Tổ Long bát âm lại vang lên một lần, tiếng rồng ngâm vang lên không dứt, hắn cũng không ngừng rèn luyện bản thân. Hai người đi về phía cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, tốc độ của bọn họ lại không chậm. Tần Mục luyện cho Giang Miểu mấy lò thủy hành thần nguyên đan, để cho hắn bổ sung thể năng trong lúc tu luyện mệt mỏi. Giang miểu không kén ăn, thật ra mùi vị của thủy hành thần nguyên đan cũng không tốt, nhưng tương hợp cùng nguyên khí của hắn, cho nên hắn cũng ăn cũng say xưa, liên tục khen tay nghề của tần mục. Tần mục nhớ tới Long Kỳ Lân, thầm than một tiếng. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, liếc mắt nhìn ra xung quanh, Giang miểu vội vàng dừng bước, hiếu kỳ nói, giáo chủ, thế nào? Tần mục lộ ra suy nghĩ vẻ, nói, ta mới vừa cảm giác được hình như có thứ gì đó tiếp cận, nhưng vừa cẩn thận nhìn, lại không nhìn thấy cái gì, cổ quái, chẳng lẽ là ta nhìn lầm. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đợi đến khi bọn họ đi xa, đột nhiên một gốc cây hoa thược dược giống như là khói xanh tung bay, sau đó hóa thành dáng vẻ của ban công thố, chỉ là trên người hắn mọc ra một cái chân con dê. Từ từ này không ngờ cảm nhận được ta, tu vi thực lực của ta rõ ràng đã nâng cao rất lớn, nhưng vẫn bị hắn phát hiện, tu vi của thằng nhãi danh con này tăng lên không chậm, bên cạnh hắn còn có một tiểu quỷ, giống như là long tộc, tiểu tử này đúng là có vận cứt chó không ngờ có thể được chân long đến trợ giúp rất có thể là tiểu tử này lừa chân long có người đến ban công thố vừa nghĩ tới đây đột nhiên lỗ tai hắn giật giật thân thể lay động hóa thành một cây đại thụ trên cây khô xuất hiện hai chòng mắt nhanh như chớp đảo tới đảo lui ầm uhm, một đám thanh long cỡi cuồng phong gào thét lao đến khiến cho hắn không nhịn được nhìn chăm chăm. những con thanh long này ngắn nhất cũng có tới 30, mươi năm mươi trượng lao với tốc độ cực nhanh xem bộ dáng là theo dấu chân của tần mục truy tìm tung tích đến vu cuồng phong gào thét hơn 10 con thanh long rậm chân đứng ở xung quanh ban công thố trong đó con thanh long ngắn nhất kia lai động thân thể hóa thành một thiếu nữ mặc trang phục màu xanh cẩn thận kiểm tra một hồi nói hắn vừa đi tới chắc hẳn vẫn chưa đi xa không bao lâu nữa chúng ta lại có thể đuổi kịp hắn đột nhiên vị thanh long có thân thể lớn nhất này xoay quanh thân thể dùng cuốn xung quanh cái cây do ban công thố biến thành nhìn chằm chằm vào gốc đại thụ này nói gốc cây này có cổ quái ban công thố không dám chậm trễ vội vàng hiện ra trên thân, cười theo nói, các vị long tộc tiền bối, các ngươi đang truy tìm tung tích của một thiếu niên họ tần sao, vãn bối mới rồi thấy người này tướng mạo hung ác, lén lén lút lút chuyển qua bên kia, bên cạnh vẫn lừa một thiếu niên long tộc, ngươi nhìn thấy hắn, thanh nha vừa mừng vừa sợ, vội vàng hỏi, hắn đi nơi nào, ban công thố đại nghĩa lẫm nhiên nói, vãn bối có thể dẫn đường cho các vị tiền bối, tất nhiên sẽ không người này có đường nào có thể trốn thoát, các người vui mừng, đều cười nói, nếu ngươi có thể dẫn chúng ta tìm hắn đảo tiết kiệm chúng ta một đường truy tìm tung tích ban công thố vội vàng khách khí một hồi khập khiễng đi ở phía trước dẫn đường cười nói tiêu tử này giống như cá chạch không dễ bắt được chạy trốn rất nhanh nhưng hắn khó thoát khỏi sự truy tìm tung tích của ta mời các vị xin đi theo ta rất nhiều thanh long biến hóa thành nam nữ trẻ tuổi thanh nghiêm lại hóa thành một nam từ trung niên đuổi theo ban công thố truy tìm tung tích của tần mục tốc độ của tần mục cùng gia miểu khá nhanh từ phía xa nhìn thấy được ánh sáng của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng phóng lên cao hai người bước chân nhanh hơn đi tới trong thành trấn tần mục mua một ít thứ ăn và dược liệu nói trở lại thái hoàng thiên ngươi lại phải đi theo tần ngọc ta đã đáp ứng tần ngọc sư đệ mượn nguyên mấy ngày còn phải trả lại cho hắn trên mặt giang miều lỗ vẻ khó xử nói ta lúc trước linh trí còn chưa mở ra cho nên mới đi theo hắn hiện nay linh trí đã mở ra lại bảo quấn ở trên người hắn ta làm không được giáo chủ ngươi có thể đứng ra cùng hắn phân trần hay không hắn dù sao có ơn với ta ta không tiện mở miệng tần mục suy nghĩ một lát cười nói ta mượn hắn một ấu long sau đó trả lại cho hắn một đại nam nhân loại chuyện như vậy ta cũng nói không nên lời bản thân ngươi nói với hắn đi giang miểu mặt ủ mày trao hai người tới cầu dịch chuyển trao đổi linh năng giang miểu dùng rằng không muốn tiến vào trong tần mục cười nói đến thái hoàng thiên ta làm chủ cho ngươi cùng hắn kết bái làm huynh đệ thế nào giang miểu cuối cùng thoải mái cười nói vậy làm phiền giáo chủ hai người đang muốn đi vào cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đột nhiên ban công thố khập khiễng nghênh đi tới cười ha ha nói tần giáo chủ cuộc sống nơi nào không gặp gỡ đã lâu không gặp ánh mắt của tần mục nhất thời sáng lên cười nói hóa ra là đại tôn ngươi lại nhớ rõ lần trước ngươi đứng ở sau lưng ta có ý đồ hại ta ta đã nói với ngươi thế nào không lần sau gặp ngươi ta lấy thủ cấp của ngươi ngươi muốn chết như thế nào ngươi xảy ra chuyện còn muốn lấy thủ cấp của ta sao ban công thố cười lạnh quát ngươi xem phía sau ta là ai phía sau hắn chính là đám người thanh nghiêm thanh nha cường giả ở long thôn đi tới thanh nha kích động nhìn về phía tần mục vẫy vẫy tay cười nói tần thế huynh lão tổ cho phép chúng ta ra khỏi thôn tần mục cũng vừa mừng vừa sợ vội vàng nói bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube gì các phim thanh hoàng lão nhân cho phép các người ra khỏi thôn rèn luyện sao thực sự không dám giấu giếm thiên thánh giáo ta chính là đang trong thời khắc cần người ban công thố nghẹn họng nhìn chân chối lộ ra vẻ hoảng sợ trong lòng thầm nghĩ không ổn hóa ra người này không phải lừa gạt một ấu long mà lừa gạt cả một đám chân long hỏng bét hỏng bét việc này không nên chậm trễ chuồn thôi hắn vừa định đi phía sau chợt xuất hiện một nam tử trung niên thanh nghiêm đặt bàn tay to ở trên bả vai của hắn cười nói tần thế huynh vị bằng hữu này là người quen của ngươi sao nhờ có hắn chúng ta lúc này mới có thể nhanh chóng tìm được ngươi như vậy tần mục cười mà như không cười nói ta thực sự cảm ơn ý tốt của đại tôn nghiêm thế huynh sự lấy hắn người này nổi danh là thần chạy trốn hắn vừa dứt lời dưới tay thanh nghiêm đột nhiên không còn gì thân thể của ban công thố ép sát đất hóa thành một cái bóng trong lòng thanh nghiêm thầm cả kinh lấy tay chộp về phía cái bóng dưới đất đã thấy cái bóng kia vù một tiếng tản ra hóa thành một làn khói khiến cho hắn bắt hụt làn khói kia chia làm hơn 10 luồng dán sát mặt đất rời đi các cao thủ trẻ tuổi khác của long thôn khác đều bay lên trời đánh về phía các phương hướng khác nhau mỗi người đuổi theo một làn khói đánh tan từng làn khói nhưng trong làn khói kia lại không tung tích của ban công thố đột nhiên tần mục giơ tay lên đánh ra một đường kiếm quang huyết quang hiện ra một chân đột nhiên xuất hiện rơi trên mặt đất hiện ra vết máu loang lổ tần mục lấy khí ngự kiếm kiếm lóng lánh nhưng mà lại đâm một khoảng không càng nhiều làn khói tản ra bốn phương tám hướng khắp nơi đều là làn khói trong làn khói chuyển đến giọng điệu kinh sợ của ban công thố họ tần ta với ngươi không đợi trời chung ở đây vốn luôn có người đến người đi lúc này sương mù tràn ngập mỗi con đường không ít người đi đường không ngừng kinh ngạc kêu lên rất nhiều cao thủ long tộc tìm kiếm trong đám người xung quanh càng khó có thể tìm được tung tích của ban công thố sắc mặt của thanh nghiêm lúc trắng lúc xanh hắn chính là một vị long thần lại bị ban công thố chạy ra ngoài từ dưới tay hắn chợt cảm thấy không còn mặt mũi hơn nữa ban công thố là một người què một chân dài một chân ngắn chân ngắn còn là một cái chân dê lại để người này chạy ra ngoài thực sự mất mặt chỉ có điều cũng không trách được hắn lúc trước hắn không có sự thù địch chỉ là vỗ vào vai của ban công thố vẫn chưa muốn bắt người này đợi đến khi tần mục nói nhắc nhở hắn đã không kịp bắt ban công thố lại bản lĩnh chạy thoát thân của ban công thố là thiên hạ vô song cho dù là tần mục cũng tự thẹn mình không bằng cho dù là tinh ngạn muốn bắt tần mục cũng cần phải ngăn cản hắn ở trong ngõ cụt nói gì tới ban công thố tần mục thấy tất cả mọi người ở long thôn có chút ủ rũ nói các vị không cần chán nản ban công thố có bản lĩnh chạy trốn ngay cả ta cũng tự thẹn không bằng ta với hắn ở cùng cảnh giới đã từng tranh đấu qua mấy lần cũng bắt không được hắn chỉ có thể chém đứt một chân của hắn mà nay hắn đã cao hơn ta một cảnh giới, hắn đã là đại cao thủ của cảnh giới thiên nhân, bản lĩnh lại tăng lên rất nhiều, lúc trước hắn không thể thi triển ra thần thông chạy thoát thân, bây giờ lại có thể thi triển ra đầy đủ, càng khó có thể lưu hắn lại, ta có thể được sự giúp đỡ của các vị chém đứt một chân của hắn, đã xem là thành quả tương đối không tầm thường, cảnh giới thiên nhân lại có bản lĩnh chạy thoát thêm như vậy, thật là giỏi, đám người của rồng thôn kinh ngạc thán phục không thôi, chỉ có điều trong lòng mọi người càng khó chịu hơn, ban công thố hiện tại chỉ còn lại có một cái chân con dê vẫn từ trong tay bọn họ chạy ra ngoài bản lĩnh chạy trốn này quả thật có thể nói khủng khiếp lần này bọn họ ra khỏi thôn đã mang suy nghĩ đánh một trận thành danh thật không nghĩ tới vừa ra thôn lại gặp phải ban công thố một quái thai như vậy nhận chút cản trở thanh nha hưng phấn nói ngày đầu tiên chúng ta ra khỏi thôn lại gặp được một người thú vị như vậy thế giới bên ngoài thôn còn muốn đặc sắc hơn so với sự tưởng tượng của ta những người khác trong lòng thôn lại không có hưng phấn như nàng tần mục thấy vậy cười nói các ngươi đã qua một khoảng thời gian rất lâu chưa có tiếp xúc qua bên ngoài đạo pháp thần thông có chút lạc hậu các ngươi tạm thời không nên vội vàng quay về thôn không bằng theo ta đi tới thái hoàng thiên rèn luyện nhiều hơn tiếp xúc một chút với đạo pháp thần thông của thế giới hiện nay mọi người đồng ý thanh nghiêm do dự một chút nói lần này ra khỏi thôn lão tổ phân phó chúng ta nói không được đi lại quá gần với nhau tần mục nhặt cái chân gãy của ban công thố lên phong tỏa lại vết thương của cái chân gãy luyện một ít nước thuốc sau đó đặt cái chân gãy vào bên trong hắn cười nói, thanh hoang tiền bối vẫn quá cẩn thận, các ngươi cũng có thể nhìn ra được, ta cũng không phải là người xấu, các ngươi đến Thái Hoàng Thiên, có thể hỏi thăm thiên thánh giáo chủ tần mục, bảo đảm mọi người đều ca ngợi, danh tiếng rất tốt, thanh nhà hiếu kỳ nói, nghiêm thúc đã từng đi qua duyên khang, nói thiên thánh giáo là thiên ma giáo, danh tiếng thật sự không tốt, vẻ mặt tần mục tươi cười, nói, những điều đó đều là hiểu nhầm, mà hiện nay hiểu nhầm đã được loại bỏ. Thiên thánh giáo chúng ta hiện nay có danh tiếng ở Duyên Khang thế nào? Ngươi cứ việc hỏi thăm tuyệt đối là tính lành đồn xa tần đại giáo chủ xoay người sắc mặt thâm trầm đi vào cầu dịch chuyển trao đổi linh năng thầm nghĩ người dám nói thiên thánh giáo chúng ta là ma giáo trên cơ bản đều đã bị ta đánh cho tàn phế nhưng khó bảo toàn có người ở sau lưng ta nói xấu ta cho nên ta vẫn phải đi tới thái hoàng thiên ta và thiên thánh giáo ở thái hoàng thiên có danh tiếng rất tốt chỉ cần sau khi bọn họ nghe ngóng lại cách vào giáo không xa thanh nghiêm dẫn theo nam nữ trẻ tuổi của long thôn theo hắn đi vào cầu dịch chuyển trao đổi linh năng nhất thời trời đất quay cuồng chỉ cảm thấy thời không di chuyển cực nhanh đợi cho chân bọn họ cảm thấy đứng vững đi ra cầu dịch chuyển trao đổi linh năng trước mắt bọn họ nhất thời xuất hiện một thế giới khác với trời đất mênh mông bao la hùng vĩ mọi người tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ tần mục lại nhìn về phía xa sắc mặt trở nên nghiêm trọng trên bầu trời các thợ thủ công của duyên khang quốc đang lắp ráp vòng mặt trời thứ hai đã kiến được hơn phân nửa hai vòng mặt trời soi sáng cũng không thể hoàn toàn soi sáng thái hoàng thiên ở nơi cực xa chỗ bầu trời u ám dưới bầu trời ma khí giống như xương bao phủ thiên địa dưới mảnh bầu trời này chính là lãnh địa ma tộc từng ngọn tế đàn cực lớn giống như từng ngọn núi cao đang bắn ra ánh sáng màu đen nồng đậm mạnh mẽ ánh sáng màu đen giống như làn khói sông thẳng lên trời từng ánh sáng màu đen giống như là cây cột đứng sừng sững ở trong thiên địa trong ánh sáng màu đen thỉnh thoảng có một thân thể cao lớn từ trên cao hạ xuống ma tộc đang huyết tế chẳng lẽ là bọn họ mời được ma tộc lão tổ tông của bọn họ từ u -Đô tới những ma thần đó đo ma tính và oán niệm lắng đọng mà ra đời tần mục lấy lại bình tĩnh hắn bị phược nhật la bắt đi đã từng ở trong địa doanh của ma tộc nhìn thấy từng ngọn tế đàn khổng lồ với khí thế khổng lồ không tầm thường từ trong miệng của phược nhật la hắn biết được những tế đàn chính là dùng để triệu oán ma thần u đô lúc đó phược nhật la kích động nguyền rùa bên trong ngọc bội của hắn cả phải nguyền rùa công kích phược nhật la bị thương nặng rất nhiều tế đàn cũng bị phá hủy hiện tại xem ra ma tộc đã xây lại tế đàn mà nay những tế đàn đã được khởi động, đang có ma thần của Udo cuồn cuộn không ngừng đột phá hàng rào của Udo cùng Thái Hoàng Thiên hạ xuống đến thế giới này, tình thế nghiêm trọng. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, gọi đến thủ vệ Thái Hoàng Thiên trông giữ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng tới, vẽ một bức tranh, nói: Nếu gặp phải một thiếu niên có một cái chân dây từ trong cầu đi ra, lập tức chém hắn, không nên để cho hắn có cơ hội giải thích. Thủ vệ kia thu bức tranh, để cho các thủ vệ khác truyền tay nhau đọc, nói: Tần giáo chủ yên tâm nếu như thiếu niên này quả thực tiến vào cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, khẳng định khó thoát khỏi cái chết, chỉ mong các người có thể diệt trừ hắn. Tần Mục dẫn theo mọi người vội vàng rời đi, chạy tới Ly Thành. Ly Thành giống như gặp phải kẻ địch lớn, đang luyện binh. Duyên Khang Quốc Sư cùng và đám thần chỉ bà Ngọc đứng ở trên thành lâu, nhìn trận pháp thiên quân vạn mã biến hóa phía dưới. Tần Mục dẫn theo đám người thanh nghiêm, thanh nha đi tới thành lâu đi lên, hắn vốn chính là ở chỗ này. Tần giáo chủ, mấy vị này là, Duyên Khang Quốc Sư kinh ngạc, quan sát đám người thanh nghiêm, thanh nhà, thầm giật mình. Hắn có thể nhìn ra được, 37 người phía sau lưng tần mục này có lai lịch không tầm thường, ngoại trừ giang miểu ra, toàn thân của những người khác đều có tu vi vô cùng hùng hồn, thậm chí còn có hai người chỉ sợ là thần chỉ. Không biết tần mục từ nơi nào mới tới được một nhóm đại cao thủ như vậy, quốc sư, bọn họ là người của Long Thôn Đại Khư, cách tàn lão thôn chúng ta có hơi xa, ta thật vất vả mới mời được bọn họ tới. Tần mục giới thiệu một hồi, nói, thanh nghiêm thế huynh, Thanh Hòa Thế Tỷ, vị này chính là quốc sư của Duyên Khang quốc, thánh nhân 500 năm mới xuất hiện. Thánh nhân 500 năm mới xuất hiện làm sao có thể có thể so sánh được phách thể trên đời hiếm thấy. Tần giáo chủ, thôn trang đại khư của các người thực sự là tàng long ngọa hổ, trước có cửu lão của Tàn lão thôn, hiện tại lại có 36 anh kiệt của Long thôn, thực sự sâu không lường được. Duyên Khang quốc sư nhìn về phía đám người thanh nghiêm, thanh hòa chào, cười nói, các vị tới thật đúng lúc, ta đang lo lắng không biết nên đánh một trận chiến này thế nào, có các vị trợ giúp áp lực cũng sẽ nhỏ hơn một chút. Thanh niêm vội vàng hoàn lễ, nói, sớm nghe tới danh tiếng của quốc sư, hôm nay rốt cuộc mới được gặp, thánh nhân 500 năm mới xuất hiện, truyền thuyết này đã cực kỳ lâu đời, ta ở niên đại khai hoàng lại sớm có nghe thấy thấy, tần thế huynh còn là phách thể sao, hắn nhìn về phía tần mục, cười nói, thực không dám giấu giếm. Ta từ chỗ của thanh hoàng lão tổ đã nghe qua lời đồn đại có liên quan tới phách thể, duyên khang quốc sư ngạc nhiên, thầm nghĩ, thế gian này cuối cùng lại thật sự có phách thể sao? ta vốn còn có chút nghi ngờ, hắn lên tinh thần, nói, các vị, ma tộc đưa tới rất nhiều viện binh, thiên sư lại đi thế giới ma tộc đến nay không về, không biết có chuyện gì xảy ra. Thái Hoàng Thiên mặc dù có Duyên Khang trợ giúp, nhưng số lượng các thần chỉ bên trong Duyên Khang không nhiều, còn sao mới bằng ma thần do ma tộc lần này triệu hoán đến. Sắc mặt đám người bằng ngọc chân thần nghiêm trọng, Tăng Diệp Tôn Thần nói, những ma thần của U Đô là ma tộc lão tổ tông, chỉ biết tới giết chóc, so với ma tộc còn muốn tàn bạo tanh mùi máu hơn bọn họ mang đến rất nhiều yêu ma quỷ quái cực kỳ đáng sợ, thực lực so với ma tộc cao đẳng còn mạnh hơn, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều. Thái Hoàng Thiên sợ rằng không thủ được, mọi người im lặng, tần mục nhìn về phương xa, trong từng ánh sáng màu đen không ngừng có ma thần của Udo triệu hoán qua, thầm nghĩ, nữ tử tên gọi là Lưu Ly trong sinh từ thần tàng của tinh ngạn lại đến từ Udo, nữ tử này đến tỉnh ta là vì chuyện gì, Phược Nhật la lần này triệu hoán ma thần của Udo, không biết có nàng hay không, tại đại đô của ma tộc, Phược Nhật la xoa xoa ngực, nhìn tế đàn trước mặt trên tế đàn có một đạo ma quang đang điên cuồng cuốn lên rất nhiều ma tộc tướng sĩ đang không ngừng tàn sát nhân tộc và ma tộc cấp thấp biến bọn họ trở thành tế phẩm hiến tế máu thịt hiến tế lần này tiêu hao tế phẩm quá nhiều hiển nhiên triệu hoán ra ma thần của u đô có thực lực càng mạnh hơn nếu không phải như vậy cũng không thể kinh động đến phực nhật la sau một lúc lâu ma quang trong không trung đột nhiên thu lại nhanh chóng hạ xuống đợi cho ma quang hoàn toàn tàn đi chỉ thấy một vị gia nhân tuyệt sắc với chiếc bóng cô đơn đứng ở giữa tế đàn Phược Nhật La nhìn thấy vị gia nhân tuyệt sắc này, sắc mặt không khỏi đại biến, cái cổ xoắn lại đổi thành khuôn mặt có dáng vẻ tươi cười, cười ha ha nói, Lục Ly một trong bốn đại thống lĩnh U Đô, tại sao lại hưởng ứng triệu hoán của ta từ mình hạ xuống? Gia nhân tuyệt sắc này bước liên tục từ trên bậc thang của tế đàn từng bậc một đi xuống, sau khi nhìn ra bốn phía, trong miệng lại truyền đến dọn nói của nam tử, cười nói, ta tới tìm một người, một thiếu niên 18 tuổi, trước ngực của hắn có treo một cái ngọc bội có viết một chữ tần. Phược Nhật La kêu lên một tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy vết thương trước ngực mình mơ hồ bị đau, đó là vết thương tần mục để lại cho hắn. Lục Ly, ta đã nhìn thấy người thiếu niên ngươi muốn tìm, Phược Nhật La thản nhiên nói, ngọc bội của hắn rất cổ quái, nhưng hắn lại càng cổ quái hơn, người nhất định là tháo ngọc bội của hắn xuống, thậm chí thử giải ngọc bội bên trong ngọc bội. Lục Ly cười tùm tìm nói, thương thế của ngươi đến bây giờ còn chưa có khỏi hẳn, chắc hẳn là chính là thương tích do hắn gây ra, ngu xuẩn, sắc mặt của Phược Nhật La tái xanh. Lục Ly cười nói, nếu như ngươi có thể bắt được thiếu niên họ tần này, ta ngược lại có thể giúp ngươi chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên. Phục Nhật La lại đổi thành một khuôn mặt tươi cười, cười to nói, Lục Ly thống soái đại giá Quang Lâm, chính là vẻ vang cho ma tộc ta. Lục Ly dò hỏi, Phục Nhật La là trí giả trong ma tộc, ngươi làm thế nào có thể dẫn dụ được thiếu niên họ tần kia? Phục Nhật La mỉm cười, thản nhiên nói, Lục Ly một trong bốn đại thống soái U Đô, lại làm sao trợ giúp ta chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên? Lục Ly nhìn về phía một tòa tế đàn thần lớn của ma tộc này, chỉ thấy một vị ma thần của Udo từ trên tế đàn đi xuống, không nói lời gì đã nắm lấy trăm thần thông giả ma tộc nhét vào trong miệng, các ma tộc khác cả kinh chạy tàn ra bốn phía. Bên cạnh tế đàn lập tức có ma thần của ma tộc tiến lên ngăn cản. Vị ma thần của Udo này chính là ma tộc tổ tông, chỉ biết xiết chóc, không có bao nhiêu trí tuệ. Rất nhiều ma thần phát động cái lồng lớn giống như cái miệng chụp xuống, cuối cùng cũng giam giữ vị ma tộc tổ này ở trong đó. Vị ma tộc tổ này ở bên trong cái lồng giận dữ gầm thét không ngừng, tùy ý phá hủy, nhưng không có cách nào đánh vỡ được cái lồng. Những ma thần đó gọi tới rất nhiều thần thông giả ma tộc, trăm người lực sĩ ma tộc lực sĩ kéo xe lớn lớn, đặt cái lồng ở trên xe, ở phía trước ra sức kéo, mà sau còn có trăm nghìn vị thần thông giả ma tộc chật vật đầy xe, chuyển cả cái lồng này và ma tộc tổ ở bên trong đi về phía trước. Đội quân của ma tộc các người quá nhỏ bé, ma tộc tổ ngươi triệu hoán tới lại khó có thể khống chế, chỉ biết cắn nuốt. Lục Ly thản nhiên nói, Người muốn dựa vào bọn họ tới phá hủy đại quân của Thái Hoàng Thiên, chỉ sợ là giết địch một nghìn tự tổn hại tám trăm, được một mất mười. Đợi đến khi người đánh hạ được Thái Hoàng Thiên, chỉ sợ Thái Hoàng Thiên cũng sẽ bị đánh cho nát bét, sẽ không tốt hơn so với la phủ thiên của các ngươi. Ánh mắt của Phược Nhật la chớp động, người nên biết, mục đích của ta cũng không phải là Thái Hoàng Thiên, mục đích của người là chỗ thế giới của Khai Hoàng Thiên Đình. Lục Ly cười mà như không cười nói, Phược Nhật la, ngươi muốn lấy Thái Hoàng Thiên làm ván cầu, quyết tế Thái Hoàng Thiên, nối liền la phủ thiên. Thái Hoàng Thiên cùng khai Hoàng Thiên Đình, khiến cho ma tộc các người có thể hạ xuống trong những thế giới kia. Phược Nhật La mỉm cười, nói, đạo huynh cũng là ma tộc, lẽ nào lại không hy vọng ma tộc ta lớn mạnh hay sao? Lục Ly im lặng một lát, lắc đầu nói, ngươi có dã tâm quá lớn, nhưng năng lực chưa đủ, chỉ mang đến mầm tại họa cho chính mình, chỉ có điều ta cũng là ma tộc, ta vẫn sẽ trợ giúp ngươi, ngươi không khống chế được ma tộc tổ, nhưng ta có thể. Nàng phất ống tay áo một cái, chiếc lồng trên chiếc xe phía xa đột nhiên tách ra, ma tộc tổ bên trong nổi giận gầm lên một tiếng từ trong cái lồng nhảy ra ngửa mặt lên trời rít gào phẫn nộ đấm ngực ma khí xông thẳng lên trời cao sắc mặt của phược nhật la thoáng đổi đám ma thần xung quanh cũng bị kinh động vội vàng chạy về phía vị ma tộc tổ này vị ma tộc tổ này lại đột nhiên bay lên trời về phía phược nhật la bên này bay tới nặng nề rơi xuống đất đứng ở lục ly bên cạnh vẫn không nhúc nhích mấy vị ma thần của ma tộc kia được tìm đến phược nhật la giơ tay lên các ngươi lui ra hắn nhìn về phía vị ma tộc tổ này, chỉ thấy vị ma thần cổ xưa này mặt xanh nhanh vàng, khắp toàn người đều hoa văn cực kỳ cổ xưa, giống như được in ở trên da vậy. Phược Nhật La thở hát ra một hơi, nói, đạo huynh có thể khống chế được bao nhiêu ma tộc tổ, trên gương mặt xinh đẹp của lục ly hiện ra vẻ tươi cười, người có thể triệu hoán tới bao nhiêu, ta lại có thể khống chế được bấy nhiêu. Ba gương mặt của Phược Nhật La không nhịn được biến sắc, lục ly có thể khống chế những ma tộc tổ này, cũng có thể khiến cho những ma tộc tổ tới công kích ma tộc, thậm chí hoàn toàn loại bỏ sự thống trị của vực Nhật La. Hắn không muốn có dính líu với thiên đình, mục đích cũng chính là muốn duy trì địa vị thống trị của mình. Hắn lo lắng ma tộc sẽ rơi vào sự khống chế của thiên đình, cho nên hắn không có lựa chọn mời thiên đình hỗ trợ mà triệu hoán ma tộc tổ của Udo, mà hiện tại xem ra, mình suy nghĩ vẫn quá đơn thuần. Thiên đình đã sớm khống chế ma tộc của Udo tổ, muốn dùng thủ đoạn này để khống chế tất cả ma tộc. Trong một khắc khi hắn triệu hoán lục ly, ma tộc đã không còn do hắn làm chủ nữa. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi làm thế nào để bắt được thiếu niên tần kia rồi chứ lục ly hỏi phược nhật la lấy lại bình tĩnh nói bắt giữ hắn cũng không khó công thành chiếm đất công tâm làm đầu chỉ cần là con người sẽ có nhược điểm thần thông giả của thái hoàng thiên tham sống sợ chết không phải là số ít thần thông giả đầu nhập vào ta ma tộc cũng không ít thậm chí còn có một vị thần chỉ chỉ cần ta ra lệnh một tiếng sẽ có người bắt giữ hắn tới gặp ta ánh mắt của lục ly nhất thời sáng lên ngươi ở thái hoàng thiên có gian tế hơn nữa còn là thần chỉ hắn là ai ly thành Tần Mục đứng ở trước thành lâu, từ phía xa hắn nhìn thấy được hắc hổ thần nhảy như bay, dẫn theo Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi từ phía lãnh địa ma tộc xa xôi trở về, cùng trở về với bọn họ còn có hàng trăm thái hoàng thiên và thần thông giả của Duyên Khang, rồng béo hình như lại gầy một ít, ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, hắn không ở đây mấy ngày nay, Long Kỳ Lân không ngờ gầy đi một vòng, tuy rằng vẫn béo, nhưng tốt xấu gì cái bụng không còn dính sát đất nữa, Tần Mục cảm thấy vui mừng, sau một lúc lâu, hắc hổ thần đi tới dưới thành, thoáng nhìn thấy hắn ở trên thành lâu hắc thần hồ lập tức dẫn theo long kỳ lân và hồ linh nhi bay lên rơi xuống trước người tần mục hắn lắc mình hóa thành một vị thiếu niên cười nói sư đệ người cuối cùng cũng đã trở về rồng béo phun ra long châu của người để cho sư đệ ta nhìn long kỳ lân nhìn thấy tần mục giống như nhìn thấy người thân đang muốn nhào tới đòi phải linh đan nhưng vừa nghe vậy hắn chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống há môn phun ra một viên hạt châu hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn bị đánh không ít lần trở nên rất nghe lời hạt long châu này bay lên không nhất thời có quang diễm nhô lên cao phát ra tia sáng kỳ dị soi sáng phạm vi mấy chục dặm trong hạt châu có hoa văn hình một con rồng ở trong long châu không ngừng bơi qua bơi lại mang theo dao động cường đại khác thường tần mục quát một tiếng trong lòng cảm thấy nghi ngờ viên long châu của long kỳ lân nhỏ hơn so với những viên long châu khác hắn từng gặp chỉ có kích thước bằng đầu ngón tay long châu nhỏ nhất hắn từng gặp cũng có kích thước bằng nắm đấm rồng đó không phải là thuộc hệ lửa sao thế nào long châu lại là thuộc tính thủy hơn nữa còn nhỏ như vậy, lẽ nào Linh Đan lúc trước đều ăn nhầm rồi sao? Hắn vừa nghĩ tới đây, Long Kỳ Lân lại mở miệng phun ra một viên hạt châu, giống như là một mặt trời chói chang nhô lên cao, tràn ngập hơi nóng hừng hực, tân mục bị tia sáng ngày chiếu xuống, thậm chí có cảm giác đau đớn. Hai Long Châu, không đúng, một viên kỳ lân châu khác, tân mục kinh ngạc, hắn lập tức nhìn ra manh mối, viên hạt châu thứ hai cũng không phải là Long Châu, trong hạt châu có hình dáng hoa văn của một con dị thú kỳ lân, chân đạp mây lửa, mở miệng làm giết cào kỳ lân châu này lại lớn đến mức kỳ la kích thước giống như một cái giỏ lớn vậy kích cỡ hai thước vuông bên trong ẩn chứa lửa kỳ lân vô cùng đáng sợ lửa kỳ lân đặc biệt cuộn trào mãnh liệt với sức lửa siêu quần tần mục nhìn thấy được kỳ lân châu này hắn thậm chí nghi ngờ hiện tại long kỳ lân có phải đã tu luyện đến cảnh giới sinh tử hay không long châu là thuộc hệ thủy kỳ lân châu là thuộc hệ hỏa lẽ nào rồng béo là thuộc tính thủy hỏa thần sắc của tần mục dại ra hắn đã biết long kỳ lân thích ăn linh đan thuộc tính hỏa ví dụ như xích hỏa linh đan hòa hành thần nguyên đan nhưng hắn lại không nghĩ đến long kỳ lân là thuộc tính thủy hòa hơn nữa hai viên long châu này một viên quá lớn một viên quá nhỏ hiển nhiên là bởi vì tính tương ăn gây ra hắc hổ thần dương dương đắc ý cười nói sư đệ rồng béo ăn linh đan quá nhiều lắng động ở bên trong thân thể cho nên thân thể mộc mạp người này lại lười tới mức thần kỳ hơn nữa không có công pháp tu luyện chỉ dựa vào bản năng tới ăn tới tu luyện cho nên càng ăn càng mập lần này ta dẫn theo hắn đi tới chỗ của ma tộc cùng chém giết với đám tiểu ma đáng chết kia, đè ép tiềm năng của hắn. Lúc này hắn mới có thể luyện đan thành châu, luyện ra hai hạt châu, cũng gầy một chút, rồng béo trả lại cho ngươi. Mấy ngày nay dẫn theo bọn họ, ta cũng không có vui vẻ đi tìm ma thần rất giết lần nào. Tần mục cực kỳ cảm kích, cười nói, làm phiền sư huynh, hắc hổ thần cười nói, ta đi đây. Mấy ngày nay ngươi không nên gây chuyện thị phi, thành thật ở chỗ này chờ ta trở về. Đúng rồi, không nên cho rồng béo ăn xích hỏa linh đan và hỏa hành thần nguyên đan nữa trong cơ thể hắn vẫn lắng động năng lượng của linh đan đợi đến khi hắn luyện hóa xong những năng lượng này chỉ sợ có thể khiến cho kỳ lân châu lại lớn hơn năm ba vòng dứt lời hắn phóng người nhảy lên một cái biến mất long kỳ lân thấy hắn đi rồi nghẹn ngào rơi lệ nói không ra lời tần mục cảm thấy vui mừng rồng béo nhớ ta kích động đến mức khóc sao hồ linh nhi do dự một chút nhỏ giọng nói công tử rồng béo đói rồi cũng là do hắc hổ thần huấn luyện mấy ngày nay người lưu lại linh đan hắn đã sớm ăn sạch những thứ khác hắn lại không thích ăn hắc hổ thần còn bảo hắn cùng với cường giả ma tộc chém giết không để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi thấy hắc hổ thần đi lúc này hắn mới ủy khuất đến mức khóc ra thành tiếng long kỳ lân liên tục gật đầu tần mục lấy ra dược liệu luyện đan cười nói ta biết ngươi khẳng định đói bụng cho nên lúc trở lại đã mua được rất nhiều linh dược lần này ta có thu hoạch lớn nhất còn tìm được công pháp tu luyện giúp rồng béo chỉ có điều rồng béo còn có huyết mạch kỳ lân Tổ Long Thái Huyền công chưa chắc có thể khiến tiềm năng của hắn hoàn toàn kích phát ra được. Hắn nhanh chóng luyện được một lò linh đan, giao cho Long Kỳ Lân, lại là thủy hành thần nguyên đan giống như linh đan hắn đưa cho ra mèo ăn vậy. Long Kỳ Lân liếm liếm một linh đan, cảm thấy mùi vị không đúng, dưng dưng ăn một viên, xong thu nó lại. Hồ Linh Nhi hiếu kỳ nói, rồng béo, người tại sao không ăn hết đi, ta sợ đói, cất giữ nhiều một chút, hơn nữa vị của linh đan này không tốt, không phải là xích hỏa linh đan. Long Kỳ Lân thận trọng nói, giáo chủ, có thể luyện mấy đó xích hỏa linh tan không? Tần Mục nhắm mắt bịt tai, gọi Giang Miểu, nói, Giang Miểu sư đệ, người tới truyền thụ tổ long thái huyền công cho rồng béo, ta đi luyện thêm một ít thủy hành thần nguyên đan, chia cho các ngươi. Giang Miểu nói vâng, truyền thụ tổ long thái huyền công cho long kỳ lân, giảng giải cho hắn những chỗ khó hiểu trong đó. Ngộ tính của long kỳ lân cũng không phải quá tệ, chỉ là quá lười, nhưng lần này bị hắc hồ thần giáo huấn quá sức, hắn cũng không dám chậm trễ, rất nhanh đã học được. Tần Mục lại luyện mấy lò thủy hành thần nguyên đan, chia cho Giang Miểu và Long Kỳ Lân. Tần giáo chủ, người đã trở về, giọng nói của Tần Ngọc truyền đến, hắn chạy vội lên lầu, gương mặt tươi cười đi về phía thành lâu, nói, lời giáo chủ nói ra có thể tin được, ta nghĩ giáo chủ hẳn muốn trả tiểu long kia lại cho ta. Nụ cười trên mặt Giang Miểu cứng đờ, bất lực nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục tiến ra đón, cười nói, Tần Ngọc sư đệ, ta nói cho ngươi biết một chuyện vui lớn, tiểu long kia của ngươi học được một môn thần công có uy lực cường đại tương lai khẳng định có thể trở thành Long Vương. Tần Ngọc mừng rỡ, nhìn xung quanh, cười nói, cảm ơn giáo chủ, bé ngoan của ta ở đâu, Giang Miểu Sư Đệ, tới đây, Tần Ngọc Sư Đệ gọi người đấy. Tần Mùng ngoắc tay, Giang Miểu kiên trì đi lên phía trước, Hồ Linh Nhi há hốc mồm, ngơ ngác nhìn thiếu niên này đi về phía Tần Ngọc, cái chân ngắn nhỏ của nàng đá vào Long Kỳ Lân, nói, rồng béo, có hạt xưa không, Long Kỳ Lân lắc đầu, vẻ mặt của Tần Ngọc mờ mịt, nhìn người thiếu niên đi tới dáng vẻ của người thiếu niên này cùng mình có chút tương tự thoạt nhìn còn muốn anh tuấn hơn so với mình tuy nói có chút ngại ngùng nhưng dáng vẻ hiên ngang thực lực thật sự không kém tần giáo chủ tần ngọc quay đầu nhìn về phía tần mục trong ánh mắt lộ ra sự chấn động kinh ngạc sợ hãi bất lực mờ mịt và không biết làm sao giang miểu chính là tiểu long kia của ngươi hiện nay hắn đã biến hóa hắn là con trai của long dương ở dũng giang hiện tại hắn tu hành tổ long thái huyền công tương lai trở thành long thần long vương cũng không thành vấn đề. Tần Mục lấy ra mấy nén hương cắm ở trên tường thành, vẻ mặt ôn hòa nói, hiện tại ta trả hắn lại cho ngươi. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, hắn đang muốn rời khỏi. Tần Ngọc nắm tay áo của hắn, mờ mịt bất lực nói, Tần giáo chủ, ta cho ngươi mượn chính là một con rồng, ngươi trả cho ta. Giang Miểu cũng kéo lấy tay áo của hắn, Tần Mục bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, để ta làm chủ, cho các người kết bái trở thành huynh đệ khác họ, các người thấy thế nào, Tần Ngọc Sư Đệ, ngươi bao nhiêu tuổi. Tần Ngọc mơ hồ gật đầu, ta 17 tuổi, Tần Mục nhìn về phía Giang Miểu, Giang Miểu tính toán một chút, nói, ta đã hai vạn lẻ 87 tuổi, tuổi tác vừa đúng, không kém bao nhiêu. Tần Mục vỗ tay cười nói, sau này Giang Miểu chính là sư huynh trưởng kết bái của ngươi, ngươi chính là nghĩa đệ của Giang Miểu, nghĩa huynh nghĩa đệ, như vậy sẽ không quá lung túng. Nào, các ngươi dập đầu kết bái, dứt lời, hắn ấn hai người quỳ xuống, Giang Miểu và Tần Ngọc trong vẻ mặt mờ mịt, bị hắn ấn dập đầu mấy cái tần mục lao đi mồ hôi lạnh trên trán nhanh chóng nói chúc mừng hai vị linh nhi rồng béo ta dẫn các ngươi đi gặp mấy vị long tộc tiền bối đi hồ linh nhi còn muốn xem trò vui lại bị tần mục ôm lấy nang thắt lưng cùng long kỳ lân mạnh mẽ đưa đi trước thành lâu chỉ còn lại có hai người tần ngọc cùng giang miểu công tử ta còn muốn xem bọn họ ở chung thế nào hồ linh nhi hăng hái bừng bừng nói nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy trước thành lầu tần ngọc cùng giang miểu đang nhìn nhau không nói gì kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người